Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hello các tình yêu, và bây giờ Thái Huy sẽ hướng dẫn các bạn sang chuyên đề tiếp theo của đạo hàm, đó là chuyên đề 3, phương trình tiếp tuyến. Thì các bạn đã nghe thấy đâu đó cái từ tiếp tuyến, nó giống như kiểu là tiếp xúc ấy. Có một cái đường gì đấy, ví dụ một đường thẳng nó trị vào một điểm của đường tròn đó chẳng hạn, thì chúng ta gọi đường thẳng là đường tiếp tuyến đấy, đúng không? Hay còn gọi là tiếp xúc. Thì bây giờ chúng ta sẽ học các bạn tiếp tuyến, tức là nó chỉ trị vào đồ thị tại một điểm đấy thôi, được chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở rộng ra, giả sử nó không phải đường tròn. Ngày xưa lớp 9 học đường tròn mà phương trình tiếp tuyến, cái đường thẳng tiếp tuyến là các bạn biết rồi. Nhưng bây giờ giả sử thầy có một cái đường cong bất kỳ như này. Đấy, thì bây giờ thầy lấy ra một điểm ở đây và bảo là viết cái phương trình tiếp tuyến tại đó, hay nói khác là kẻ được một thằng đường thẳng tiếp xúc tại đó, ok không ạ? Thế thì giả sử nhé, thầy có một cái điểm, ví dụ như điểm ở đây đi. Đây thầy cho đây là đồ thị, ví dụ đồ thị C đi. Có dạng là y bằng fx đi. Đấy, đây là dạng đồ thị tổng quát, ok chưa? Đấy, đường cong bất kỳ. Giả sử thầy lấy ra một điểm M ở đây, đương nhiên thì lấy ra một điểm thì nó phải có tọa độ cụ thể nhé. Thầy lấy ra điểm M ở đây, có tọa độ là x0 và s tại x0 hay là y0 đấy, được chưa? Thuộc vào C. Đấy, thầy lấy ra một điểm M nằm đây, được chưa? Đấy, điểm M ở đây. Đấy. Thì nếu mà để lấy ra một cái điểm M ở đây ấy, thì thầy gióng xuống đây đi, để cho các bạn dễ nhìn về cái tọa độ x0 của nó nhé. Đây, x0 đây, được chưa? Đấy, còn gióng sang bên này thì nó sẽ là gì ạ? Y0, đúng không? Hay còn gọi là f tại x0 đấy, đúng không? Thì thầy cứ ghi là f tại x0 nhìn cho chuyên nghiệp nhé. F tại x0. Đấy, ok. Hay là bạn ghi là y0 cũng được, nhưng mà thầy ghi f tại x0 ý muốn nói là gì? Có giá trị x0 thay vào đồ thị hàm số thì ra được giá trị cân trục OI, được chưa? Xong. Thế thì câu chuyện là bây giờ là như thế này. Để mà đi qua cái điểm M này thì chúng ta thấy là có rất nhiều đường thẳng. Đấy, đi qua điểm M này này. Đấy, điểm M tí hon ở đấy thì có tỉ tỉ đường thẳng. Đấy, có rất nhiều đường thẳng đi qua điểm M. Đấy, nó xoay tít thò lò như thế này, đúng không? Thế trong vô vàn tỉ tỉ cái đường thẳng đấy thì sẽ có một đường thẳng mà nó sẽ trị được vào đồ thị, hay nó khác là tiếp xúc với đồ thị. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Thế thì giả sử nhé, giả sử thầy có vô vàn đường thẳng. Đấy, thầy có vô vàn đường thẳng nào đó, vô vàn các đường thẳng. Đấy, ví dụ như đây thầy gọi đây là đường thẳng, ví dụ đường thẳng D đi. Đấy, vô vàn đường thẳng D. D to lên cho phấn khởi, được chưa? Đấy, có vô vàn đường thẳng D thì thầy giả sử có một đường thẳng D. Đấy, nó đi qua điểm M như thế này. Thế nhưng mà nếu mà nhìn như thế này thì rõ ràng đường thẳng D không phải là đường tiếp xúc với đường cong này, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm xem là chúng ta phải di chuyển cái đường thẳng D như thế nào đó để nó tiếp xúc. Thì nếu thầy đặt thước ở đây thì di chuyển thì chắc chắn là thầy phải ngả cái thước xuống, đúng không? Ngả cái thước xuống thì bắt đầu nó mới tìm được ra cái chỗ tiếp xúc, đúng không? Ok. Thế khi mà thầy ngả thước như thế này thì thầy đã phát hiện ra nó có chỗ tiếp xúc rồi, đúng không? Đấy, ngả thước như này thì có chỗ tiếp xúc rồi. Đấy, thầy ký hiệu đây là đường thẳng delta đi. Được chưa? Như vậy là thầy di rời cái đường thẳng D, cho đường thẳng D tiến gần xuống phía dưới thì bắt đầu nó sẽ trùng với cái vị trí mà tiếp xúc, đúng không ạ? Đấy, di chuyển xuống gần, hay còn gọi là cho nó tiến đến. Đấy, tiến gần đến. Ok không ạ? Cho đường thẳng D cứ tiến gần xuống ấy, đúng không? Thì nó sẽ tạo thành cái đường tiếp xúc với đường cong ấy, đúng không? Đấy nhá, tiến gần. Những cái từ ngữ này rất là quan trọng, và lát nữa chúng ta sẽ bám vào những từ ngữ này để suy ra được cái công thức, ok chưa? Nhá. Xong này. Thế thì chúng ta hãy tư duy này, ban đầu chúng ta có đường thẳng D. Đấy, bắt đầu nó đường thẳng D. Thì bạn để ý này, ngoài cái việc đi qua điểm M thì đường thẳng D của chúng ta ấy, nó cũng đi qua thêm một cái điểm khác, cắt đồ thị tại một điểm khác nữa. Đấy. Thì điểm này thầy chưa biết là điểm gì. Đấy, bạn cũng không biết, thầy cũng không biết. Thì thầy giả sử cái điểm này có tọa độ là x gì nào đó đi. X gì là để thể hiện cho nó chưa biết gì cả. Đấy. X gì là thể hiện chưa biết gì cả, đúng không? Đấy. Còn x0 này là đã biết. Với x gì này thì gióng lên đây, gióng sang đây thì nó chính là f tại x đấy, đúng không? Ừ. Đấy, đây chính là f tại x. Xong, ok, đẹp như mơ nhá. Đấy. Thế vậy là gì ạ? Cái đường thẳng D màu trắng của chúng ta đi qua hai điểm liền. Đấy, M với N. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, M với N. N ở đây có tọa độ là x và fx, chưa biết gì. Kệ. Rất là tổng quát để thể hiện cho rất nhiều đường thẳng D. Thế trong vô vàn đường thẳng D ấy, thì có một đường thẳng D tiến gần đến cái vị trí mà được gọi là tiếp tuyến, được chưa? Đấy, thì đường thẳng delta này được gọi là tiếp tuyến. Đấy, đường thẳng delta này gọi là tiếp tuyến. Thế còn đường thẳng D mà nó cắt đường cong ấy thì người ta gọi D là cắt tuyến,
Được chưa? Cắt là cắt, đấy là cái từ Hán Việt thôi nhá. Đấy thì trong rất nhiều các đường cắt tuyến, cắt đường cong ấy thì di chuyển đến một vị trí là tiếp tuyến. Thế thì bạn tư duy là như thế nào? Bây giờ nhá, chúng ta cùng phân tích cái đường thẳng D một chút xíu đã. Một chút xíu. Đó nhắc lại về cái kiến thức hình học ngày xưa của các bạn, đó là khi mà chúng ta có một đường thẳng. Đấy, giả sử thầy có một cái hệ trục tọa độ như thế này. Đấy. Hệ trục tọa độ như này. Khi mà chúng ta có một cái đường thẳng mà cắt các trục tọa độ, được chưa? Đấy, cắt trục tọa độ. Ví dụ như là thầy có một cái đường thẳng D như thế này đi. Đấy, có một đường thẳng D như thế này. Cắt trục tọa độ thì đương nhiên là nó sẽ cắt trục cos và tạo ra một cái góc ở đây gọi là góc alpha. Đúng không? Xét là xét góc nó theo cái chiều của trục cos nhé, theo chiều dương thì chiều mũi tên này này, được chưa? Đấy. Thì chúng ta để ý thấy có một điều thú vị đó là gì? Nếu góc alpha là góc nhọn thì đường thẳng D của chúng ta đang đi lên. Đó. Thế ngược lại, nếu mà góc alpha của chúng ta là góc tù. Đây. Đây chính xác là góc tù. Đấy, có đúng không? Đây chính xác là góc tù còn gì nữa? Đấy. Thì khi alpha là góc tù, tức là góc luôn luôn hướng về chiều dương của trục cos nhá. Thế khi alpha là góc tù thì đường thẳng D của chúng ta nó có dấu hiệu ngửa ra và đang đi xuống, xuống dốc. Đấy, còn cái này lên dốc. Như vậy là gì ạ? Rõ ràng cái góc alpha nhọn và góc alpha tù nó quyết định việc đường thẳng D của chúng ta đi lên hay là đi xuống. Đấy, được chưa? Đấy, thế thì câu chuyện đó là gì? Người ta sẽ gọi đấy, người ta sẽ gọi tang của alpha này chính là hệ số góc của đường thẳng D. Đấy, là hệ số góc của đường thẳng D. Ok nhá. Tang alpha là hệ số góc của đường thẳng D. Đấy, cái này gọi là hệ số góc của đường thẳng D. Hệ số góc. Đấy. Tại sao gọi là hệ số góc? Bởi vì thực tế mà nói là alpha là góc. Đấy, nhưng mà chúng ta tính tang thì nó ra một con số. Thế nên người ta gọi là hệ số góc. Và nếu tang alpha dương thì tính là ứng với alpha là góc nhọn, đường thẳng đi lên. Còn nếu tang alpha mà âm, tức là góc alpha tù, thì đường thẳng D đi xuống. Đơn giản thế thôi. Đây là cái kiến thức mà các bạn đã được học thì thầy nhắc lại về cơ bản thì chưa học thì cũng biết hoặc quên cũng biết thôi mà. Đấy, đơn giản thôi mà. Đấy nhá. Thế câu chuyện ở đây cũng thế. Bây giờ chúng ta cũng đang có một cái đường thẳng D. Đấy, màu trắng. Đấy, chưa quan tâm delta nhé. Chúng ta đang đi tìm đường thẳng delta nên là chúng ta chưa biết delta nên là cần phải tập trung vào xoáy sâu vào cái thằng D này này nhá. Thế thì câu chuyện là như thế này. Bây giờ làm thế nào để chúng ta xác định được cái hệ số góc của đường thẳng D? Bởi vì hệ số góc là cái quyết định xem đường thẳng D đi lên đi xuống. Đúng chưa? Đấy, thế thì câu chuyện là bây giờ chúng ta sẽ làm một cái động tác đơn giản như này. Chúng ta kéo dài cái đoạn này ra. Đấy, tức là gióng cho nó kịch kim cho nó đến tận đây đi mà. Được chưa? Đấy, xong nhá. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái tam giác vuông hiển thị lên. Đấy, đúng chưa? Có một tam giác vuông hiển thị lên đây. Có nhìn cái tam giác vuông MN, thầy gọi đây là điểm H đi nhá. Thì có tam giác vuông NHM vuông tại H đây đúng không? Chuẩn. Đấy, thế thì câu chuyện đó là gì? Cái góc alpha là góc giữa đường thẳng D hợp với trục cos. Thế thì câu chuyện là góc alpha bây giờ nó ở đâu? Thì bạn nhìn thấy ngay, đó chính là cái góc này. Đấy, thầy sẽ tô đậm vào đây cho các bạn dễ nhìn nhé. Đấy, nó chính là góc này. Đấy. Các bạn nhìn thấy pro không? Đấy, từ ban đầu là gì ạ? Nó đang ăn góc alpha đang gắn với trục cos. Thì bây giờ thầy đã làm một động tác giả để nâng góc alpha lên. Đấy, lên tận trên này. Thì bạn nhìn thấy bản chất nó chỉ là mang tính chất trá hình thôi đúng không? Cái góc này, nếu kéo dài cái đường thẳng D ra thì góc alpha nó ở đây đúng không? Thì bản chất hai góc này, hai đường thẳng này song song thì hai góc này ở vị trí đồng vị nó vẫn bằng nhau thôi đúng không? Đấy, nhưng mà thầy làm một cái động tác giả nó nâng nó lên ghép vào một tam giác vuông nhìn trông chuyên nghiệp và nguy hiểm, được chưa? Đấy, như vậy bây giờ cái hệ số góc alpha của chúng ta là nằm ở đây. Đấy. Kinh khủng chưa? Cái góc bội đậm đấy. Thế thì chúng ta có một hệ số góc của đường thẳng D là gì? Hệ số góc của đường thẳng D. Đấy. Cái đường thẳng D này này nó có cái hệ số góc. Cái hệ số góc là cái để phản ánh xem là cái trạng thái của đường thẳng D lên hay xuống mà, được chưa? Đấy, nó giống như cái, bạn hình dung như nó giống như cái điểm số của bạn ấy. Nếu điểm của bạn cao tức là bạn đang học tiến bộ, còn điểm bạn thấp thì tức là bạn đang học tụt tiến bộ, kiểu thế. Đấy. Thì hệ số góc của đường thẳng D lúc này chúng ta sẽ có là gì? Tang alpha. Đấy, tang của alpha. Thế câu chuyện bây giờ là tang alpha bằng cái gì? Tang alpha thì bây giờ bạn còn nhớ cái công thức là xin đi học cốt không hư, tang đoàn kết, cô tang kết đoàn, đấm nhau các thứ đấy đúng không? Đấy, đại khái là như thế. Thì tóm lại chúng ta cũng có một tam giác vuông NHM, tang alpha thì bằng đối trên kề, đại khái thế đúng không? Thì NH chia cho MH. Đấy, đơn giản như vậy nhá. Thế câu chuyện bây giờ NH bằng cái gì này? NH này, đấy, nếu mà bạn tư duy và nhìn một cách rất là thoáng hình nhá, thì NH chúng ta đẩy ép nó sang đây thì nó chính là bằng cái đoạn này với đoạn này đúng không? Thế thì bây giờ bạn nhìn này, khoảng cách từ FX đến FX0, muốn tính khoảng cách giữa hai thằng thì chúng ta làm thế nào? Lấy cái thằng dài trừ đi thằng ngắn đúng không? Vậy là lấy fx trừ đi fx0. Chuẩn không? Muốn tính khoảng cách giữa hai thằng thì phải lấy hai thằng trừ nhau chứ. Đấy. Vậy cái này nó chính là lấy fx trừ đi f tại x0
chia cho đấy. MH bạn nhìn này, MH này đấy, MH thì lại nhìn xuống trục OX thì nó chính là gì? Khoảng cách từ x0 đến x đúng không? Thế thì chúng ta sẽ lấy x trừ đi x0 nhá. Đấy, x trừ đi x0. Và nếu như bạn nào thông minh thì bạn ấy cũng bắt đầu liên tưởng đến một chút những cái liên quan đến định nghĩa của đạo hàm mà thầy đã dạy cho các bạn ở bài số 1 đấy đúng không? Cũng có một cái gì đấy trừ cái gì đấy chia cái gì đó trừ cái gì đó. Đấy, bắt đầu móc nối với những cái mà chúng ta đã học được gọi là đạo hàm đấy nhá. Thế nên bạn nào mà quên mất hoặc là không học chắc cái bài đầu tiên ấy thì càng học càng thấy nó lờ mờ, càng học càng thấy nó lằng nhằng. Nhưng bạn nào nắm chắc cái bài đầu tiên, bài cái kiến thức gốc ấy thì càng học nó lại càng mở ra này nhá. Rồi xong. Thế thì câu chuyện đây là hệ số góc của đường thẳng D. Thế câu chuyện đó là gì? Chúng ta cho đường thẳng D tiến gần đến xuống viên dưới thì sẽ ra được đường thẳng delta là tiếp tuyến đúng không? Tiến gần. Thế thì bây giờ chúng ta cũng không thể nói trong toán thì khi mà giải bài chúng ta không thể nói là cho D tiến gần delta, hoặc chúng ta không thể bảo là chúng ta cầm delta bẻ ngửa nó xuống thì nó thành D bẻ ngửa xuống thành delta được. Đúng không ạ? Thế thì cái từ tiến gần này chúng ta phải xử đẹp được nó. Cái từ tiến gần này trong toán chúng ta có một cái khái niệm để xử đẹp cái từ tiến gần, đó là lim. Có đúng không ạ? Lim là thể hiện cho cái gì tiến gần đến, x tiến gần đến không, x0 ấy, đúng không? Đấy, thì thay cái từ tiến gần này bằng lim. Thế nên chúng ta sẽ có là gì ạ? Lắp lim vào đây. Đấy, lắp lim vào đây nha. Đấy, từ tiến gần này từ đây suy ra. Đấy. D. Đấy, tiến gần đến delta. Đấy. Thì tức là chúng ta suy được ra là gì? Chúng ta sẽ lắp cái lim vào đây. Lắp cái lim vào đây. Từ đó suy ra được hệ số góc của delta. Hệ số góc của delta. Đấy. Lúc này bạn nhìn này, nếu như D tiến gần vào delta thì đương nhiên hệ số góc của D cũng tiến gần vào hệ số góc của delta, đúng không? Nếu mà D anh em, tất cả những anh em đàn em của D mà nó chuẩn bị sát nhập với delta rồi thì đương nhiên là tất cả mọi thứ nó cũng sát nhập hết, được chưa? Đấy, hệ số góc của delta cũng sẽ gần gần về. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ có hệ số góc của delta lúc này sẽ là gì? Sẽ là gần đến, tức là cho cái thằng tăng alpha này, tức là chúng ta sẽ có lim của tăng alpha, đúng không? Đấy, sẽ là lim của tăng alpha. Thế tăng alpha bằng cái gì? Bằng cái đống này, bằng cái đống này. Tức là lúc này chúng ta cho bằng lim. Đấy, được chưa? Thay cái từ tiến gần này bằng chữ lim mà, đúng không? Chứ không được viết bằng ngay bởi vì nó D nó ở bên trên này, còn delta ở dưới làm sao bằng nhau được, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thay bằng từ lim này thì rõ ràng là ok, bằng nhau. Đấy, gần đến. Thì chúng ta sẽ lấy là fx trừ fx0. Đấy, thêm mỗi cái lim mà thôi mà, để thể hiện cho chữ gần đến thôi mà, không có gì ghê gớm cả đâu. Xong nhá. Thế như vậy đến đây chúng ta đã thấy là gì? Cái công tác cho D tiến gần đến delta chúng ta đã xử đẹp được bằng việc đó là sử dụng ký hiệu lim. Vậy bạn đã thấy sức mạnh của lim trong toán chưa? Nếu như không có lim thì gần như cái việc mà để mà chúng ta xử đẹp cái bài này là rất là khó khăn, đúng không? Làm thế nào bây giờ để biểu thị tiến gần ở đây được? Đấy, chỉ có lim mới giải quyết được bài toán đó, đúng không? Thế khi mà lim của fx trừ fx0 thì đương nhiên lúc này x của chúng ta là tiến dần đến x0. X tiến dần đến x0, đúng không? Đấy, khi đường thẳng D mà hạ dần xuống thì lúc này x nó cũng chạy dần ra đây, có đúng không ạ? Đấy, mọi thứ nó trở nên rất là tuyệt vời và khớp với nhau một cách như là thượng đế đã sắp đặt sẵn rồi đấy. Xong rồi nhá. Như vậy là gì ạ? Từ hệ số góc của một đường thẳng rất là ớt ơ, đường thẳng D là đường thẳng hoàn toàn ớt ơ nhá, chúng ta chả biết được cái x này là gì. Đấy, một đường thẳng rất ớt ơ đại diện cho tỉ tỉ đường thẳng, thì bây giờ bắt đầu chúng ta đã suy được ra hệ số góc của delta. Mà delta là cái rẻ rách gì? Delta là phương trình tiếp tuyến, cái mà chúng ta đang cần, cái chúng ta đang cần đấy, từ những cái ớt ơ đấy, suy ra cái chúng ta đang cần đấy, được chưa? Xong nhé, rất là tuyệt vời. Thế đến đây chúng ta có hệ số góc này, thì mà cái lim này thì nếu bạn nào học bài 1 mà kỹ và nắm lại chắc phần gốc thì chúng ta biết thừa biết là lim của hiệu hàm số chia hiệu của biến, thì chắc chắn cái này ra gì ạ? Ra f phẩy tại x0. Đây định nghĩa rồi, anh em không bàn cãi nữa. Nếu anh em bàn cãi lại tiếp tục quay trở về video đầu tiên để xem lại cái bài của thầy giảng rất kỹ về đạo hàm, được chưa nhá? Chứ bây giờ thầy lại giảng lại nữa thì rất là rẻ rách đấy. Vậy là chốt lại hệ số góc của delta sau một hồi lằng nhằng thì chốt được ra đó chính là f phẩy tại x0, hay nói cách khác là đạo hàm tại điểm x0 đó. Thế mà bây giờ phương trình, bây giờ đường thẳng mà có hệ số góc thì chắc chắn là chúng ta sẽ viết được phương trình đường thẳng đó, bởi vì đấy, hệ số góc là nó quyết định đến việc đường thẳng lên xuống mà. Xong rồi nhá. Thế thì câu chuyện bây giờ là gì? Đường thẳng delta của chúng ta ấy là có hệ số góc là như thế này. Thế giờ câu chuyện là chúng ta sẽ suy ra phương trình đường thẳng delta như thế nào. Thì chúng ta lưu ý, hết sức lưu ý, đó là delta ấy nó đi qua đâu? Điểm M có tọa độ x0 và y0. Đúng không? Không những delta mà đường thẳng D cũng thế mà. Tỉ tỉ đường thẳng khác cũng đi qua mà, chứ đâu phải delta đâu. Đấy, cái này là dự kiện cho, bởi vì x0 y0 là đã biết. Sau đó nó lại có hệ số góc. Hệ số góc
là f phẩy tại x0. Thế thì câu chuyện đặt ra đó là điểm M là x0, y0 là đã biết. Thế câu chuyện là cái này có biết hay không? Thì câu trả lời là cũng đã biết. Vì sao đã biết? Chúng ta có hàm số rồi, có bấm máy tính rồi, có các công thức dùng nhanh rồi. Tính cái f phẩy này là chuyện đơn giản như lật bàn tay ấy, đúng không? Đấy. Rồi xong, thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra một phương trình delta đẹp như mơ. Đẹp như mơ, delta sẽ có phương trình đó là gì? Phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có hệ số góc. Cái này các bạn đã được viết một cách rất thành thạo cuối lớp 10. Đa phần anh em đều quên, đừng lo, thầy Huy sẽ nhắc lại thôi, không có gì ghê gớm cả. Y sẽ bằng hệ số góc là f phẩy tại x0 đấy, nhân với x trừ đi x0 và cộng với y0. Đó, được chưa? Đấy, thì đây là phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có hệ số góc cho trước. Đấy, thì các bạn chốt lại cho thầy, đây chính là phương trình tiếp tuyến delta. Đấy, sau một hồi mà thầy giải thích và phân tích một cách rất là tỉ mỉ và cụ tỉ. Cụ tỉ tức là cụ thể và tỉ mỉ, được chưa? Thì đã chốt được ra một cái phương trình delta. Mà delta là cái gì? Delta là tiếp tuyến. Trong vô vàn những đường thẳng, đấy, thì có một đường thẳng rất đặc biệt, đẹp, nó tiếp xúc tại một điểm. Ok không ạ? Đấy, xong. F phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Thì các bạn lưu ý nhớ cái phương trình này giúp thầy nhé. Và từ nay trở về sau thì đây là một phương trình trở thành huyền thoại, được chưa? Đấy. Thế thì câu chuyện đó là như thế nào? Thầy có một thêm một cái mẹo nữa để suy ra được cái phương trình delta này. Nhân tiện đây chia sẻ với các bạn nhé. Đấy. Thì nếu như bạn không nhớ cái kiến thức delta đi qua một điểm và có hệ số góc để suy ra được các phương trình cấu trúc như thế này nhé, thì có một cái mẹo để giúp các bạn suy ra nhanh như sau này. Bạn nhìn vào cái lim. Lim. Đây. Đấy. Bạn nhìn này. Fx trừ fx0 trên x trừ y0 bằng f phẩy tại x0 đúng không? Bạn làm một cái động tác đó là che sử cái lim này đi. Đấy, che sử cái lim này đi. Tức là gì? Chúng ta coi như cái chữ L im lim này là liệt sĩ, không có ở đây. Khi che lại chữ lim này đi thì bạn sẽ chỉ nhìn thấy điều gì? Bạn sẽ chỉ nhìn thấy fx trừ f0 trên x trừ y0 bằng f phẩy tại x0. Hai thằng bằng nhau đúng không? Thì thầy sẽ nhân chéo mẫu này lên đây. Đó, giả sử chúng ta coi như là chúng ta không nhìn thấy thằng lim này nhá. Đấy, mẹo này. Mẹo này, đó là chúng ta giả sử không nhìn thấy thằng cha này. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ suy ra điều gì? Nhân chéo lên chúng ta có f x trừ đi f tại x0 sẽ bằng cái gì ạ? Nhân chéo lên nó là f phẩy đấy, nhân chéo lên nó chính là f phẩy tại x0 đấy, nhân với x trừ x0. Ok không? Chỉ là mình hú hí với nhau, mình xóa đi thôi đấy. Trong một vài trường hợp mình bỏ kéo cắt xử cái chữ ly mình đi, vì nó có hai thằng này bằng nhau. Nhân chéo lên, nhân chéo lên xong rồi thì thầy thấy là fx0 là đã biết. Cái đống bên này thì có mỗi cái x là chưa biết thôi. Thì đương nhiên phương trình đường thẳng thì nó phải có x có y là chưa biết. Chứ bây giờ nó biết hết rồi thì còn nói gì là phương trình đường thẳng nữa. Từ đấy suy ra đấy, f sẽ bằng chuyển hết những thằng đã biết sang bên kia. Vậy thì thầy sẽ có là f phẩy tại x0 nhân x trừ x0 và cộng với f tại x0. Đó, bây giờ tất cả những cái gì là x0, x0 là tống hết sang bên tay phải rồi nhá. Thế thì bạn nhìn này, bạn nhìn nhá, cái fx này này, nó là gì đây? Nó là y, đúng không? Chúng ta chả hay viết là hàm số y bằng fx còn gì. Vậy thầy sẽ xóa cái ký hiệu fx này đi. Đấy, thay bằng y. Đấy, thay bằng y. Đấy, mồm nói tay làm luôn, xóa và thay bằng y. Thế như vậy đến đây bạn nhìn thấy này, phương trình delta có đúng là y bằng f phẩy tại x0 nhân x trừ y0 cộng fx0 không? Nó có khác quá gì cái phương trình này không? Không khác gì cả. Đó, thế nên là gì? Nếu như bạn nào mà tự dưng lại wow wập lại quên sứ mất cái cách viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có hệ số góc hồi lớp 10 nhá, thì đừng lo lắng, từ đây chúng ta cũng suy ra được. Nhưng với một điều kiện là chúng ta phải gọi là coi một thằng là liệt sĩ, coi cái chữ L im lim này không ra gì cả, tức là dùng kéo cắt xử đi thì nó chỉ còn hai thằng này bằng nhau, quy đồng lên chúng ta rút ra phương trình đường thẳng delta. Đây là cái mẹo thôi nhá. Đấy, đây là mẹo thôi. Đấy, chứ bạn lên lớp mà bạn lôi cái này ra nói với cô giáo thì tương đối đen với bạn ấy nhá. Đấy, bạn ấy bảo cô ơi, em thưa cô là em giả sử em coi cái lim này là liệt sĩ, sau đấy thì em nhân chéo lên, thì cô bạn sẽ đặt một câu hỏi to tướng, đó là ai dạy bạn thế? Đấy, ai dạy em như vậy? Thế bắt đầu bạn lại lúng túng khai ra thầy Huy ạ. Thế cô giáo hỏi tiếp số điện thoại thầy Huy đâu? Đây ạ. Địa chỉ nhà thầy Huy đâu? Đây ạ. Đêm hôm đấy nhà thầy Huy bị đốt. Được chưa? Lưu ý nhá. Cái này thì các bạn không được làm như này khi mà viết vào vở đâu. Được chưa? Mẹo thôi. Chúng ta biết với nhau, sống để bụng chết mang theo. Được chưa? Rồi, thế còn nếu bạn nào chuẩn chỉnh thì cứ làm như thế này, làm như này là chuẩn luôn. Được nhá. Rồi. Vậy là thầy đã tốn rất là nhiều thời gian, công sức và cả enzyme để chia sẻ cho các bạn biết cái phương trình tiếp tuyến delta tại một điểm. Nhớ nhé, đây là tại điểm M. Đấy, thuộc vào đồ thị. Đấy, đây thầy ghi ra tại điểm M thuộc vào đồ thị. Tại điểm M này nằm trên đồ thị luôn. Ok không? Thì nó có phương trình chuẩn như thế này. Đấy, tại sao thầy quan tâm cái chữ tại?
và cái dấu thuộc. Bởi vì lát nữa sẽ có những cái dạng bài tập mà gì? Nó cho một điểm A ở bên ngoài và nó yêu cầu là viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm A chứ không phải là tại nữa. À, và lúc này điểm của chúng ta nó nằm bên ngoài, nó không liên quan đồ thị nữa. Thì đấy là những cái bài tập mà nó phát triển lên. Bạn phải lưu ý cái chữ tại và điểm này thuộc đồ thị thì nó mới có cấu trúc như thế này nhá. Đấy. Thì ok. Mặc dù hơi dài một chút xíu nhưng mà thầy nghĩ rằng là các bạn sẽ cảm thấy có một cái điều gì đấy động lại trong não của mình. Còn nếu không thì cố gắng xem lại video và tìm một cái gì đó động lại nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang các dạng bài tập chi tiết. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập thật là thú vị. Rồi, thầy Huy vừa chia sẻ với các bạn xong về cái việc sự tích ra đời của phương trình tiếp tuyến delta. Thế còn bây giờ thì thầy Huy sẽ chia dạng ra và nhắc lại công thức bằng PowerPoint nhìn cho đẹp nhá. Dạng 1, tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị, chính là cái phương trình vừa rồi thầy vừa xây dựng với các bạn đấy. Thì nó cho đồ thị hàm số C có dạng y bằng fx và điểm m x0 thuộc vào C. Nhớ nhá, thuộc này. Viết phương trình tiếp tuyến của C tại m. Đây là dạng mà tại điểm thuộc đồ thị. Thế thì bước 1 là chúng ta sẽ đi tìm hệ số góc của tiếp tuyến là f phẩy tại x0. Tại sao hệ số góc là f phẩy x0? Thầy đã mất khoảng gần nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho các bạn rồi nhá. Bước 2 là chúng ta đi viết phương trình tiếp tuyến delta có dạng y bằng f phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Thế thì các bạn lưu ý một chút giúp thầy ở đây, đó là f tại x0. Đấy, tức là gì? Chúng ta tính đạo hàm ra rồi. Có cái thay cái x0 vào cái đạo hàm đó thì đó chính là hệ số góc. Đấy, được chưa? F phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng với y0 nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào những cái đoạn bài tập cụ thể để các bạn xem tính toán kiểu gì nhá. Câu 1 này, cho hàm số bậc 3 bla bla bla, phương trình tiếp tuyến là gì? Đấy. Đây. Bốn cái phương trình tiếp tuyến này chúng ta chọn. Và ở đây là tại điểm M, tức là M này thuộc vào đồ thị C. Không tin bạn thay số 0 ở đây mà xem. 0, 0, 0 thì đúng là ra M bằng 2 này. Thấy không? Đấy, ra Y bằng 2 này. Đấy, nhá. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là tính Y phẩy. Bậc 3 thì đạo hàm ra bậc 2. Cái này ra trừ 6X, cái này ra dương 7. Còn cái 2 đạo hàm bằng 0. Ok, bây giờ thay số 0 vào. X0 của chúng ta bây giờ bằng 0. Thay 0 vào đây thì Y phẩy bằng 7. Đấy. Hệ số góc Y phẩy tại 0 là bằng 7. Vậy chúng ta có ngay phương trình tiếp tuyến nên là Y bằng y phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Đấy. Thì đây là 7 nhân x trừ 0 cộng 2. Đấy. Bằng. Cái này là 0 thì vẫn là x thôi. Vậy là 7x cộng 2. Xong. 7x cộng 2 chọn đáp án đó là A. Đơn giản đúng không ạ? Đấy. Rất là dễ chơi và dễ trúng thưởng nhá. Đấy. Thì cái khó khăn nhất đó là chỉ có hai bước. Một đi tính f phẩy. Hai là lắp vào phương trình. Xong. Bộ phim kết thúc. Tuy nhiên, đi thi không phải lúc nào cũng có bài tập đơn giản như này mà sơi. Thì nó sẽ bắt đầu biến tấu đi nhá. Biến tấu kiểu gì? Sang câu 2 thì các bạn sẽ biết ngay kiểu biến tấu nhá. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số này, bậc 4, tại điểm này vẫn là tại nhé. Tại điểm có tung độ bằng 2. À, bạn phải động não xem tung độ là cho x hay cho y. À, tung độ ở đây có nghĩa là cho y. Hay nói khác đây là y0 bằng 2. Thế mà chúng ta cần tính f phẩy tại x0. Tức là chúng ta đang cần cái x0 đúng không? Thế để bài nó lại cho y0 mới đâu chứ lại. Vậy từ y0 chúng ta phải làm cách nào đó, bằng thủ đoạn nào đấy, tìm ra được x0. Thì biết y, thay lên đây thôi. Thay y0 bằng 2 lên đây. Bởi vì người ta cho tung là y mà. Y bằng 2 thay lên đây thì có phải bạn sẽ giải phương trình và tìm ra x không? Đó, mình lại phải lắt léo qua một vài những cái bước nhỏ nhỏ như vậy nhá. Chứ không phải là dễ mà sơi luôn. Bốn đáp án lựa chọn. Thì với ý tưởng như vậy thì mình cứ lần lượt làm tính y phải đã nhờ. Đây là 4x mũ 3 chuẩn rồi này. 2x bình ra 4x chuẩn rồi này. 1 phải bằng 0, ok, đẹp. Tiếp theo, tung độ của tiếp điểm. Người ta cho tung độ tiếp điểm, tức là người ta cho y0 bằng 2. Thế nên chúng ta sẽ thay 2 vào đây. Nhiều anh em tính y phải xong thay vào đây. Thay 2 vào đây. Mồm vỡ toe toét nhá. Đấy. Chúng ta sẽ có 2 bằng x mũ 4 cộng 2x bình trừ 1. Thì rõ ràng đây là một phương trình bậc 4, thế nhưng mà bạn nhìn thấy này, đây bậc 2, đây bậc 4 thì nếu chúng ta coi cái x bình là t thì x mũ 4 chính là t bình. Vậy bản chất nó vẫn chỉ là phương trình bậc mấy ạ? Bậc 2. Đấy, thế nên bạn bấm máy tính một phát sẽ tìm ra được nghiệm. Ok. Thì ở đây thầy tìm ra đó là x0 bằng cộng trừ 1. Đấy, x0 cộng trừ 1, đơn giản thôi mà nhá. Cái phương trình này các bạn bấm máy tính đơn giản thôi nhá, coi như phương trình bậc 2. Đấy. X0 bằng cộng trừ 1 xong. Thế thì nếu mà x0 bằng cộng trừ 1 tức là có hai trường hợp. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem là trường hợp mà x0 bằng 1 và x0 bằng trừ 1 thì sẽ ra như thế nào. Thì đầu tiên là x0 bằng 1 thì chúng ta có điểm M tọa độ 1 2, bởi vì đề bài đã cho cái tung độ là 2 rồi, thế nên là chúng ta không cần phải tính cái y nữa mà có sẵn luôn y bằng 2. Đấy, thì có cái x bằng 1 là trường hợp 1. Thì phương trình tiếp tuyến là 8x trừ 6. Thế thì cái phương trình tiếp tuyến này thầy viết nhanh ra nháp và thầy rút gọn ra nháp và thầy chỉ viết vào đây kết quả thôi. Thì nó vẫn tuân theo cái việc đó là y bằng x nhân x trừ x0, y bằng f phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng với lại y0, đơn giản đấy thôi mà. Thay vào đây thôi. Thì f phẩy của chúng ta tại 1 thì bạn nhìn này, f phẩy mà tại 1 thì là gì ạ? 4 cộng 4 là 8, thì có đúng đây là 8 không? Đấy.
8 nhân với x trừ đi 1. Đấy, và đấy cộng với 2 thì cuối cùng kết quả rút gọn đi là trừ 6. Thì cái này các bạn làm rất nhát nhá. Đấy, thầy trình bày thế thôi. Đi thi cũng chỉ cần trình bày thế này thôi nhá. Điểm thứ hai ứng với trường hợp là x bằng trừ 1 thì y vẫn là 2 nhá, bởi vì đề cho tung độ là 2 rồi, thế nên không cần phải tính y đâu. Nhiều anh em lại lọ mọ thay lên đây tìm y mệt ra nhá. Thì phương trình tiếp tuyến là trừ 8x trừ 6. Không tin lại thay vào đây, thử thay lên đây xem nào. Đấy, thay lên đây chỗ này chúng ta được trừ 4, chỗ này cũng trừ 4, trừ 4 với trừ 4 là cho trừ 8. Đúng chưa? Đấy, kiểm tra qua cái hệ số góc là thấy đúng rồi. Đấy, thì cái quá trình này các bạn rút gọn ra nháp giúp thầy nhá, bởi vì ở ví dụ 1 thầy đã làm rất là tử tế rồi, thì cái ví dụ 2 này các bạn chủ động rút gọn ra nháp giúp thầy. Vậy là chúng ta có hai phương trình, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đó là A, 8x trừ 6 và trừ 8x trừ 6. Ok nhá, rất đơn giản. Chúng ta cùng sang câu số 3 để hiểu xem là cái mức độ lắt léo cho của đề như nào nhá. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị H có dạng y bằng x trừ 1 trên x cộng 2. Đây là dạng phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Còn những cái cách đạo hàm, mẹo đạo hàm không? Quy tắc gamma đấy, đúng không? Tại giao điểm của H và trục hoành. Rồi, đen toàn tập. Nó chả có cho cả tung luôn, nó chả cả cho hoành luôn. Bây giờ chúng ta phải đi tìm. Đấy. Thì bạn nhìn này, vẫn là tại. Đấy. Thế nhưng bây giờ là tại cái điểm này nó có tên đó là giao điểm của H và trục hoành. Làm thế nào để tìm giao của một đồ thị với trục hoành? Thì giao với trục hoành thì chỉ cho x bằng 0 hay y bằng 0 đây. Thì bạn tư duy giúp thầy đó là đây. Thầy sẽ vẽ lên đây một cái đồ thị nho nhỏ xinh xắn để các bạn hình dung xem là đây, ví dụ như là thầy có một cái đường cong như thế này, đại diện là đồ thị fx. Đúng không? Thì fx mà giao với trục hoành. Đây, đấy, bạn nhìn thấy nó có đấy, có 3 điểm giao đúng không? Có 3 điểm giao với trục hoành. Thế thì khi mà giả sử thầy xét một điểm giao ở đây nhá, giả sử đây là x1 đi. Đấy. Thì giống thằng trục OY, giống thằng trục OY thì có phải là chỗ này là không không? Vậy nên giao trục OX thì cho y bằng 0. Được, ngược lại, giao với trục OY thì lại cho x bằng mấy? X bằng 0. Đấy, kiểu thế thôi, đơn giản thôi mà nhá. Thế thì giao điểm của H và trục hoành thì lúc này chúng ta sẽ có y bằng 0. Y bằng 0 thì thay lên đây tìm ra x bằng 1, xong. Vậy điểm của chúng ta là tọa độ là 1 0. Dễ thế thôi nhá. Đấy. Ý tưởng như vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây, tính y phải đây. Thì cái mẹo tính y phải thầy cũng vừa nói với các bạn quy tắc gamma rồi đúng không? Lấy 1 nhân với 2 được 2, 1 nhân với trừ 1 được trừ 1, 2 mà trừ đi trừ 1 thì thành dương 3. Đấy, y phải đây, xong nhá. Đây, bắt đầu mới xử lý cái việc cắt này. H có trục hoành dẫn đến y bằng 0. Y bằng 0 thì thế lên đây, dẫn đến x bằng 1. Đấy, x bằng 1. Vậy đây chính là cái tọa độ điểm M, 1, 0. Xong. Đấy. Thế giờ, tính y phải tại 1 thôi. Y phải tại 1 là cái gì? Là chính là hệ số góc của tiếp tuyến này. Đúng không? Y phải là hệ số góc còn gì nữa? Từ nay trở về sau, từ nay trở về sau ấy thì cứ nhắc đến y phải, tức là nhắc đến hệ số góc của tiếp tuyến đen ta nha, không nói nhiều nữa. Y phải tại 1 bằng 1/3, thay 1 vào đây thôi. Thay 1 đây thì 1 cộng 2 được 3, bình là 9, 3 chia 9 bằng 1/3, chuẩn. Y 1 y tại 1 thì bằng 0 đây rồi. Ok. Thế thì phương trình tiếp tuyến delta của chúng ta sẽ là y bằng f phải tại x0. Đây tức là 1/3 nhân với x trừ x0, tức là x trừ đi 1 cộng với y0, y0 thì bằng 0 thì thôi đừng viết nữa nhá. Thế vậy chúng ta chọn ngay đáp án đó là A, 1/3 nhân x trừ 1. Vậy là bạn thấy không ạ? Cái bước mà viết phương trình tiếp tuyến ấy, nó chỉ là cái bước mà thay số và công thức thôi. Nó không quá khó. Thậm chí phải nói là nó rất là dễ. Nhưng cái việc mà bạn để xử lý, để tìm ra cái tọa độ điểm M ấy, thì đấy mới là cái bước mà đòi hỏi các bạn cần phải tư duy và linh hoạt thôi nhá. Chứ còn cái viết phương trình tiếp tuyến thì không khó. Có điểm rồi thì lắp vào công thức phát ra ngay. Đấy. Cái khó ở đây là bạn bóc tách xem là cái điểm mà chúng ta cần tìm ấy nó có tính chất gì. Ví dụ như bài này đó là người ta cho tính chất đó là giao điểm. Đúng không? Đấy, lưu ý nhá. Rồi, chúng ta cùng sang câu số 4 để xem là đề bài nó lại bắt chúng ta lắt léo kiểu gì nhá. Đấy. Cho hàm số y bằng 2x cộng m cộng 1 trên x trừ 1 có bao nhiêu giá trị m nguyên? Có hiểu thế nào là m nguyên không? M nguyên tức là những cái giá trị m bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoặc là trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, vân vân. Đấy, tức là có bao nhiêu giá trị m nguyên đấy. Để tiếp tuyến của C tại điểm x bằng 2 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 25/2. Bạn thấy cái mức độ phức tạp nó tăng lên rồi đúng không? Nó giống như kiểu đơn giản, mùa hè thì chúng ta có khi là cởi trần chả mặc áo gì đúng không? Thế mùa đông thì anh em phải mặc nhiều áo, phao áo bông vào đúng không? Thì bây giờ nhiệm vụ đó là để xem là cái da của bạn màu gì thì bắt buộc chúng ta phải cởi từng lớp áo ra đúng không? Đấy cũng thế thôi. Nó giống như kiểu bài toán này là bài toán làm về mùa đông ấy. Đấy, thế nên thành ra là các bạn phải cởi dần các lớp áo ra. Đấy, thì ở đây nó có các lớp áo như sau này. Tại điểm của hành độ x không bằng 2 này, rồi còn lớp áo thứ hai đó là gì? Diện tích bằng 25/2 này, và lớp áo thứ ba là có bao nhiêu giá trị m nguyên này. Đấy, tức là bên là mùa đông chắc chắn rồi. Đây là bài tập mùa đông nhá. Rồi.
Thế thì thầy minh họa vẫn là cái trục tọa độ này thôi, nhưng mà đây để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Đấy nhá, vẫn là cái trục tọa độ như này. Giả sử có một cái đường thẳng delta, đấy, cắt hai trục tọa độ. Đây. Tại hai điểm A và B. Đấy. Giả sử nhé, đây là đường thẳng delta, là đường thẳng tiếp tuyến nhé. Bởi vì tiếp tuyến nó là một đường thẳng mà, nó không phải là cái gì ghê gớm đâu. Tiếp tuyến nó vẫn là một đường thẳng. Đây, thầy có một cái tiếp tuyến là đường thẳng. Đường thẳng này nó cắt hai trục tại điểm A và điểm B như này. Thì cái tam giác mà tạo thành này chắc chắn là tam giác gì ạ? Vuông. Tại đâu ạ? Góc tọa độ. Ok. Đấy, vuông tại đây. Vậy diện tích của tam giác vuông này thì chúng ta sẽ lm tính được theo công thức, đó là 1/2 OA nhân OB. Thế làm thế nào để tìm được độ dài OA? Thì bạn nên nhớ, ở chỗ này nó chính là XA. Còn ở chỗ này nó chính là IB. Có đúng là cái điểm này, cái điểm chỗ A này là chúng ta hay ghi là XA là hoành độ điểm A. Thế còn ở đây nằm trên trục OI mà của điểm B, thế nên là IB không? Vậy nên chúng ta sẽ có diện tích tam giác bằng 1/2 OA nhân OB. Đấy, và bằng 1/2 trị tuyệt đối XA nhân trị tuyệt đối IB. Nào, chúng ta cùng cảm nhận nhé, hít thở đều đặn này. Tại sao ở đây OA mà xuống đây tự dưng thầy đóng cái trị tuyệt đối làm gì? Thì bạn nên lưu ý cho thầy, nó là gì? Hoành độ của một điểm thì có thể âm và có thể dương, nhưng diện tích của tam giác thì không được phép âm. Thế nên đóng cái trị tuyệt đối vào đây để chắc chắn rằng diện tích luôn dương. Ok không? Đấy, hay nói cái khác, độ dài đoạn thẳng là luôn dương. Độ dài đoạn OA thì phải bằng trị tuyệt đối để đảm bảo chắc chắn dương, không có liên thuyên đấy được nhá. Đấy thì ý nghĩa của như vậy. Thế là đây là ý tưởng để chúng ta xử đẹp bài này. Đúng không? Ý tưởng để chúng ta xử đẹp bài này. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm XA IB theo M, lắp vào đây một phát là cho bằng 25/2 giải phương trình tìm M, đúng không? Cái này người ta cho 25/2 rồi. Đấy đúng không? Thì chúng ta đã có phương trình rồi đây này. Bây giờ chỉ cần tìm xem XA nó bằng cái gì. Ví dụ nhé, thầy ví dụ này. Ví dụ XA bằng M, IB bằng 1 trừ M. Chúng ta lắp vào đây giải phương trình phát xong. Có đúng không? Đấy là ý tưởng. Bây giờ chúng ta sẽ triển khai cái ý tưởng đấy thành hiện thực nhé. Rồi, hơi lằng nhằng một chút vì nó có chữ M. Thì có chữ M thì người ta mới hỏi tìm M. Đấy nhá. Đấy thì đầu tiên cứ tính cái đạo hàm cái nhỉ. Ừ, tính đạo hàm đây, hàm phân tức bậc nhất trên bậc nhất thì x phía trước nhá. Luôn luôn phải sắp xếp x phía trước này. X mà lộn phía sau là vỡ mồm ấy nhá. Thì chúng ta có quy đồng nhân chéo theo quy tắc gamma, 2 nhân với -1 được -2, 1 nhân với M cộng 1 được M cộng 1, -2 mà trừ đi M cộng 1. Đấy. Thì chúng ta được kết quả là -M -3 trên mẫu bình là x -1 bình. Cái này đơn giản thôi nhá. X0 bằng mấy đây? Người ta cho x0 bằng 2. X0 bằng 2. Ok. Cái này để cho. Thế khi x0 bằng 2 thì chúng ta thay lên đây. X0 bằng 2 thì 2 trừ đi 1 được 1. 2 thay vào đây được 4 cộng 1 là 5. Thế nên Y0 bằng M cộng 5. Đúng chưa? Vậy chúng ta tìm thành công cái điểm M có tọa độ X0, Y0. Xong. Đấy. Tính thêm cái Y phẩy tại X0, tức là thay cái X0 vào đây thôi mà. X0 là bằng 2 thì thay 2 vào đây thôi mà. Được chưa? Bởi vì cái Y phẩy này là chính là gì ạ? Cứ nhắc đến Y phẩy là nhắc đến gì ạ? Nhắc đến hệ số góc. Đấy, nhá. Thì tính thêm cái hệ số góc để viết phương trình đường thẳng mà. Xong. Là thay lên đây thì chúng ta được trừ 1 bình thì bằng 1. Thế nên là A trừ M. Xong, bộ phim kết thúc có hậu. Tiếp tục nhá. Phương trình tiếp tuyến delta theo công thức chuẩn con nhà cụ chỉnh thì đó là gì? Y bằng F phẩy tại X0 nhân X trừ X0 cộng Y0. Được chưa? Chuẩn cơ mẹ nếu rồi nhá. Đấy. Thế thì rút gọn thôi. Chỗ này nằm trừ M trừ 3X, trừ M trừ 3X nguyên này. Trừ M trừ 3 mà nhân với trừ 2 thì thành dương 2M. Đấy, dương 2M cộng với M ở đây thành dương 3M. Tương tự, dương 6 cộng với 5 thành dương 11. Đấy, nó chỉ công tác rút gọn thôi để tách hết những cái thằng có x ra một chỗ và những thằng có m ra và hệ số tự do ra một chỗ, được chưa? Xong. Vậy đây chính là phương trình delta. Nhưng mà bạn cảm nhận thấy về gì về phương trình delta này? Đó là nó vẫn chứa cái gì ạ? Chứa tham số m. Thì nó phải chứa tham số m, tí nữa anh em mới đi tìm m, đúng không? Đấy, thế câu chuyện bây giờ đó là gì? Làm thế nào để tìm được cái hoành độ của điểm A? Thì bạn nhìn này, có phương trình đường thẳng delta rồi. Muốn tìm được hoành độ của điểm A thì chúng ta sẽ cho y bằng 0. Thì chúng ta sẽ rút ra được XA, đúng không? Giao với trục hoành thì cho Y bằng 0. Và tương tự, chúng ta muốn tìm ra tung độ của điểm B, tức là IB, thì lúc này chúng ta lại quay ra là gì ạ? Bài toán delta giao với trục tung. Delta giao với trục tung thì lại cho X bằng 0. Ngược lại, thế thôi, đơn giản nhé. Đấy, ý tưởng như vậy. Câu chuyện đó là giao với trục OX thì chúng ta sẽ cho Y bằng 0. Và ngược lại, giao với trục OY thì lại cho X bằng 0 nhá. Thì các bạn hãy nhớ cái bài toán tương giao này, được chưa? Thế bây giờ giao trục OX thì cho Y bằng 0. Thế câu chuyện bây giờ là tìm cho Y bằng 0 rồi, thì tức là chúng ta có hoành tung độ của điểm A bằng 0 rồi. Thế bây giờ làm thế nào để tìm ra được cái giá trị của hoành độ đây, hay là điền bừa vào đây?
thì thầy sẽ giải thích như sau nhé. Các bạn hết sức lưu ý và đừng chớp mắt và phải lắng tai nghe này. IA bằng 0 và câu chuyện bây giờ chúng ta đang có hai chỗ có y. Đây có y và đây cũng đang có y. Câu chuyện bây giờ thầy đâu? Các bạn tư duy giúp thầy xem thầy đâu. Bạn nên nhớ nhé, cái điểm A này này là điểm nằm ở đâu ạ? Bạn nhìn nhé, delta giao trục OX tại điểm A. Như vậy điểm A nằm trên trục OX và điểm A nằm trên đường thẳng delta. Có chuẩn không? Đấy, thế nên ở cái ký hiệu điểm A này này, nó không hề có cái gì liên quan đến chữ H ở đây hay là chữ C ở đây hết. Nó không có cái gì liên quan đến chữ CM, tức là đồ thị của thằng Y ở bên trên này cả. Thế nên không được phép thay lên trên này. Được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ thay vào cái chỗ mà có ký hiệu delta. Đâu? Delta đâu? Đây, đây, Y đây. Ok chưa? Nhá. Thì thay vào đây, thì thay Y bằng 0 vào đây. Thế khi thay Y bằng 0 vào đây thì chúng ta sẽ rút ra được cái X. Rút X này, đúng không? Bằng việc đó là gì? Chuyển vế đổi dấu, chuyển nguyên cái thằng này sang bên tên kia. Và chúng ta chia cho trừ 3 trừ m đi, đúng không? Và chuyển vế thì phải đổi gì? Đổi dấu. Thế nên chúng ta sẽ được là 3m cộng 1 chia cho m cộng 3 là như vậy. Ok không? Đấy nhá, chỗ này thì thầy viết tắt như thế này. Thế nhưng đi thi ý, trình bày bài làm tự luận ấy thì các bạn cũng viết như thầy này thôi, chứ không phải là rườm rà này chuyển vế đổi dấu đâu. Được chưa? Trình bày ngắn gọn như này thôi. Nhưng tại sao lại ra được cái này thầy giải thích rồi đấy. Cho cái y này bằng 0, cho cái đống này bằng 0 thì bạn chuyển cái đống này sang bên tay phải, thì sau đó bạn rút x ra là xong. Rút ra x là rút ra hoành độ của điểm A, xong nhá. Thế có được hoành độ điểm A rồi thì lúc đó chúng ta sẽ suy ra được OA. Độ dài của OA, đây bạn nhìn này, độ dài OA chính là trị tuyệt đối của hoành độ của điểm A. Vậy chúng ta có OA bằng trị tuyệt đối của 3m cộng 1 11 trên m cộng 3. Được chưa? Xong nhá. Tương tự với điểm B, chúng ta có điểm B thì là gì ạ? B là giao với trục OI. Đấy, thế nên cho x bằng 0. Giao trục OI cho x bằng 0. Thế khi có x rồi thì thay vào đâu? Thì bạn phải nhớ điểm B nằm trên delta, thế nên phải thay vào cái phương trình của delta. Bạn thấy cái tác dụng tại sao phải viết phương trình delta chưa? Nếu không viết phương trình delta làm sao chúng ta tìm được, đúng không? XB thì bằng 0 rồi. Thay x bằng 0 ở đây thì cả cái cục này biến mất, như vậy còn 3m cộng 11, 3m cộng 11 đó chính là y của B, tức là tung độ IB nhá. Xong. Thế vậy độ dài của OB sẽ chính là bằng trị tuyệt đối của tung độ của điểm B. Đây tung độ là 3m cộng 11. Bộ phim kết thúc có hậu. Ok không? Xong nhá. Thế có OA có OB rồi thì chúng ta có tính được diện tích không? Lắp vào cái công thức diện tích này này. Ok, lắp công thức diện tích nó bằng 25/12 rồi. À phần 2 rồi, thế là chúng ta tìm ra m thôi. Đấy. Quy trình đơn giản như vậy nhá. Là tiếp tục này, diện tích tam giác của 1/2 OA nhân OB nhân vào thì hai cái trị tuyệt đối giống nhau thì nhân vào thành bình phương thì vứt cái trị tuyệt đối đi được rồi bởi vì nó dương. Thế còn trị tuyệt đối bên dưới này giữ nguyên bởi vì nó không có bình phương nhá. Mà đề bài cho là bằng 25/2 này, 25/2 này, thấy chưa? Đấy, vậy là chúng ta đã cởi được lần lượt các lớp áo khoác ra rồi đấy. 25/2 thì bây giờ quy đồng nhân chéo lên để tìm ra m thôi nhờ. Đây, thầy quy đồng lên đây. Thì cái số 2 ở trên mẫu này vứt hết, nhân trị tuyệt đối lên đây là 25 trị tuyệt đối m có 3. Thế thì một phương trình mà có chứa trị đối phải có luôn luôn có hai trường hợp, một trường hợp ra dương, một trường hợp ra âm, đúng không? Đấy thì trên là phương trình bậc 2, dưới là phương trình bậc 2, anh em đè máy tính ra bấm thôi nhá. Đấy thì thầy rút gọn cái phương trình bên trên ra 9m bình cộng 41m cộng 46 bằng 0, phương trình dưới ra 9m bình cộng 91m cộng 196 bằng 0 và chúng ta giải ra được bốn nghiệm. M bằng -2, m bằng -2 3/9 và m bằng -7 và m bằng -28/9. Thế nhưng đến đây ấy, bạn nhìn lên đề bài thì không khoanh được đáp án nào cả. Thì chúng ta phải đọc lại đề, đó là người ta hỏi bao nhiêu giá trị m nguyên. Nguyên tức là gì? Chúng ta phải loại những cái thằng phân số này đi. Vậy nó chỉ có -2 và -7 thôi. Thế nên chỉ có hai giá trị của m, đó là B. Ok không ạ? B là có hai giá trị m nguyên. Đấy. Với kiểu bài như thế này bạn bắt buộc phải làm tự luận thôi. Đi thi có câu trắc nghiệm như này thì bạn xác định đây là những câu lên 9-10 điểm. Thế còn nếu không thì sẽ là câu liên quan đến tự luận nha. Đấy, còn đi thi trắc nghiệm mà cho kiểu này thì đúng là bạn phải làm thành thạo, phải biến đổi. Câu này đi thi mà biến đổi thì cũng phải làm 3 đến 5 phút chứ cũng không thể nhanh quá được nhá. Đấy thì phải chấp nhận thôi, lên 9-10 thì mình phải trả giá chứ, đúng không? Nhá. Rồi, có hai giá trị mà nguyên. Đấy. Ok chưa? Vậy là các bạn đã hiểu hơn về cái cách người ta ra đề. Không chỉ đơn thuần là áp dụng cái công thức phương trình tiếp tuyến đâu mà người ta sẽ lồng ghép vào những yếu tố khác liên quan đến các công thức mà các bạn đã biết. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau sang các ví dụ tiếp theo nhá. Và bây giờ chúng ta cùng vào câu số 5. Câu số 5 này thầy đánh giá đây là một câu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, giúp các bạn lấy được những điểm số 9-10 trong các bài kiểm tra trên trường. Các bạn lưu ý giúp thầy, người ta giả sử hệ số góc của tiếp tuyến của ba đồ thị y bằng f, y bằng g và y bằng f chia g tại điểm x bằng 0 là bằng nhau. Tức là gì? Thầy giải thích một chút nhé. Người ta có ba cái hàm số
và người ta sẽ có ba cái tiếp tuyến tương ứng của ba hàm số này và cùng là tại điểm x bằng 0. Đấy, hình dung không ạ? Ba hàm số, ba tiếp tuyến, đúng không? Mỗi một hàm số một tiếp tuyến mà, nhưng mà tại nó chụm chung vào một vị trí, hiểu không ạ? Đấy. Và người ta cho cái ba cái hệ số đấy là bằng nhau. Để cho ba hệ số bằng nhau. Đây, thì thầy minh họa lên một chút xíu để cho các bạn dễ hình dung này. Đấy. Bây giờ giả sử thầy có một cái đường thẳng như thế này. Ba đồ thị nhá. Đấy, đồ thị thứ nhất đây. Đấy, được chưa? Xong nhá. Đồ thị số 2. Được chưa? Đấy, xong này. Đồ thị số 3. Đấy, ok chưa? 1, 2, 3, 3 đồ thị nhá. Xong này. Thế câu chuyện đó là gì? Thầy giả sử đây là đồ thị F. Màu trắng là F. Màu trắng ở bên trên là F, màu trắng bên dưới là G. Còn màu vàng ở giữa là F chia G nhá. Ví dụ thế. Thầy chỉ ví dụ thế thôi. Đấy, để bạn hiểu về ba cái hàm số đấy. Ok chưa? Câu chuyện bây giờ là người ta bảo viết phương trình, tức là cái hệ số góc của tiếp tuyến tại x0 bằng 0. Đâu? Giả sử như là điểm x0 bằng 0 là tại, ví dụ thầy để cho đây đi. Đấy, ví dụ điểm này đi. Đấy. Giả sử là tại một điểm nào đấy bất kỳ đi, chứ không nhất thiết phải điểm 0 đâu. Điểm 0 thì nó ở đây, nhìn nó hơi bị xăm một chút, thì thầy giả sử có một điểm ở đây đi nhá. Đấy, ví dụ như điểm 2 đi. Đấy. Thì rõ ràng lúc này chúng ta để ý thấy nó là gì? Đây, thầy gióng cái điểm 2 xuống đây. Đấy, thì thầy có được một điểm ở đây đúng không? Thì thầy sẽ có tiếp tuyến tại điểm 2 này nhá. Đấy, thầy sẽ vẽ một cái tiếp tuyến ở đây. Đấy. Ok không? Và đây là tiếp tuyến số 1 nhá. Tương tự thầy gióng lên đây. Đấy, với F thì thầy sẽ có được tiếp tuyến số 2. Ok không? Tương tự thầy gióng X lên đây. Thầy có thêm tiếp tuyến số 3. Ok không? Đấy, nhìn thấy chưa? Và bây giờ bạn nhìn này. Ba tiếp tuyến của thầy là delta 1 này, delta 2 này, delta 3 này. Bạn nhìn thấy nó như thế nào với nhau? Song song. Có đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cùng tư duy lại nhé. Bằng nhau. Phương trình đường thẳng mà có các hệ số góc bằng nhau thì bạn nào còn nhớ kiến thức thì đó cũng chính là các đường thẳng song song với nhau. Đó, đường thẳng song song thì nó sẽ cùng tạo với trục OX một góc alpha như nhau mà. Đấy, thế nên là hệ số góc đấy thì nó minh họa là kiểu là như thế này. Thế ở đây thì nó không phải là tại điểm 0 mà là tại điểm 2. Ví dụ như thế. Vào đi thi thì người ta có thể thay điểm này bằng điểm số 2, thế là điểm số 3, nó vẫn thế thôi. Bản chất nó như thế kia nhá. Thì thầy minh họa như vậy để các bạn hiểu chứ không phải là lúc nào cũng phải là số 0. Ok không ạ? Không phải lúc nào cũng là số 0 đâu. Đấy, mà đi thi có thể nó là số 2 hoặc số 3, 4 tùy thôi mà nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tư duy một lời giải đẹp như thế nào. Bằng nhau đấy. Đấy, đây là thầy đã minh họa được một cho trong một trường hợp mà các hệ số góc bằng nhau đấy. Đây nó có 4 đáp án để chúng ta lựa chọn. Tức là người ta hỏi xem là F tại 0 là so sánh với số 1/4 thì dùng dấu gì là đúng nhất. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Thì hệ số góc thì chúng ta đều biết rồi. Muốn tính hệ số góc mà tại x bằng 0 thì đó chính là đạo hàm tại 0. Ok không? Đấy. Thì chúng ta có 3 hàm số dẫn đến chúng ta sẽ có 3 cái đạo hàm tại 0. Thì đầu tiên là khó nhất thì đầu tiên là y bằng fx thì đạo hàm nó là f phẩy thôi, chả cần làm gì cả đúng không? Thêm mỗi dấu phẩy. Y bằng g thêm mỗi dấu phẩy đúng không? Thế nhưng mà riêng cái thằng cha y bằng f trên g này thì không phải là thêm mỗi dấu phẩy mà xong chuyện đâu nhá. Thì chúng ta phải áp dụng công thức của đạo hàm của một thương. Đạo hàm của một thương đó là gì? Bằng tử phẩy nhân mẫu trừ mẫu phẩy nhân tử trên mẫu bình. Chuẩn chưa nhá? Đây toàn là công thức các bạn được học hết rồi nhá. Thế bây giờ người ta bắt đầu mới bảo hệ số góc tại ba cái thằng bằng nhau, tức là ba cái đạo hàm phải bằng nhau. Thì hệ số góc của thằng f thì là f phẩy tại x0. Hệ số góc của thằng g là g phẩy tại 0. Thế còn hệ số góc của f chia g, tức là bây giờ chúng ta thay số 0 ở đây. Đấy, thay 0 ở đây. Được một cái đống dài dài như này. Được chưa? Đấy. Thế câu chuyện bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy này. Chúng ta đang có mấy phương trình ở đây. Thì nhìn đây bạn thấy là có hai dấu bằng và chúng ta đang có hai phương trình. Cứ nhìn vào đâu có bao nhiêu dấu bằng tức là có bấy nhiêu phương trình nhá. Bởi vì phương trình nó được định nghĩa bởi dấu bằng mà. Cứ có dấu bằng gọi là phương trình, còn dấu lớn hơn gọi là bất phương trình. Đấy, kiểu thế. Thì đây có một dấu bằng, hai dấu bằng, vậy đây chúng ta có hai phương trình. Chúng ta có f phẩy bằng g phẩy. Thế câu chuyện bây giờ là từ cái phương trình số 2 này này, chúng ta phải thay thế như thế nào đó để chúng ta rút ra một biểu thức. Được chưa? Mà nó chỉ còn f tại 0 thôi, để từ đó chúng ta đánh giá được không? Đấy. Thế thì người ta muốn hỏi f tại 0, thế nên cái f tại 0 này là phải để lại nhá. Chứ còn thay thế bằng cái gì được nữa, nó cũng chả biết bằng bao nhiêu. Xong nhá. Tiếp theo, tư duy này. Chúng ta có f phẩy tại 0 thì bằng g phẩy tại 0. Thế nên chúng ta sẽ vứt cái f phẩy tại 0 này đi.
và thay vào đây đó là g phải tại 0. Bởi vì hai thằng đấy bằng nhau thì thay thế thằng nào chả được, viết thằng nào chả được. Thay vào đây là g phải tại 0. Tại sao lại thay cái thằng này mà không phải thay thằng khác? Thì bạn để ý này, đây nó có g phẩy rồi này, đúng không? Thì chúng ta sẽ thay thằng này bằng g phẩy. Như vậy là đây chúng ta có cái gì? Có nhân tử chung. Có nhân tử chung chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đặt ra bên ngoài. Đặt ra bên ngoài xong làm gì? Triệt tiêu với bên tay trái. Có chuẩn không ạ? Đấy. Làm đúng như kịch bản thầy nói với các bạn. Đấy, đặt ra bên ngoài. Đấy, đúng không? Đấy, thay cái f phẩy bằng g phẩy này, bởi vì hai thằng đấy bằng nhau mà. Thay xong. Thế thì ở đây chúng ta có g phẩy, đây có g phẩy, đây có g phẩy. Vậy hai vế đều có g phẩy. Vậy chúng ta chia cả hai vế cho g phẩy tại 0 đi. Được chưa? Hãy vứt đi. Thì g phải tại không chứ g phải tại không được số 1 nhá. Đấy, thì ở đây chúng ta thêm dấu suy ra ở đây. Đấy, thêm một dấu suy ra. Đấy, suy ra đúng không? Cả hai vế này g phải tại không này, g phải tại không, g phải tại không suy ra. Đấy, thầy viết tử tế ra đây một chút xíu nhá. Đấy, thiếu mất cái dấu suy ra nhỏ ở đây nhưng không sao. Đấy, các bạn điền vào giúp thầy nhá. Chia đi g phải tại không thì chia phải g phải tại không là bằng 1 này. Ở đây chia g phải tại không còn g tại không này. Chia g phải tại không đi còn f tại không này. Mẫu giữ nguyên không làm gì này. Đến đây chúng ta đã thấy là gì ạ? Chúng ta đã khử được hết tất cả những cái gì là đạo hàm rồi. Không còn g phải tại không, không còn f phải tại không mà nó chỉ còn g với s thôi. Bây giờ quy đồng nhân chéo lên. Đấy. Được chưa? Quy đồng cái thằng này lên đây rồi rút ra f tại không. Tại sao phải rút ra f tại không? Tại vì đề đang hỏi f tại không. Rút ra f tại không mà bên này nó còn g không thôi. Thế thì đến đây bạn nhìn thấy đây là một cái tam thức bậc 2. Chúng ta sẽ đưa cái tam thức này bậc 2 này về thành bình phương cộng hàng số. Cái này bài toán của lớp 9 rồi. Đưa bình phương cộng hàng số hay nó khác là nhóm thành hàng đẳng thức ấy. Thì bạn không tin bạn khai triển cái hàng đẳng thức ra đúng như thế này luôn. Đấy. Thì bạn nhìn này, cái hàng đẳng thức này thì luôn luôn lớn bằng 0, thêm dấu trừ thì luôn luôn bé bằng 0. Vậy cộng thêm 1/4 thì luôn luôn bé bằng 1/4. Đây là cái đánh giá mà mang tính chất rất là xử nhi đơn giản lớp 9 thôi nhá. Đấy. Thì cái này đơn giản nhá. Bạn nào mà chưa hiểu cái này nữa thì inbox thầy hướng dẫn thêm. Đấy, qua nick Facebook của thầy nhá. Đấy, chứ còn cái này đơn giản rồi, nếu mà dạy chi tiết cái này nữa thì không khác gì dạy cho anh chị các em lớp 9 cả. Nó mất mặt lắm nhá. Rồi, xong. Thế đến đây chúng ta sẽ có f tại 0 là nhỏ hơn hoặc bằng 1/4. Dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi g tại 0 bằng 1/2. Đó. Vậy chúng ta sẽ điền dấu nhỏ hơn bằng. Dấu nhỏ hơn bằng đáp án là gì? B. Ok không ạ? Đấy, vậy là chúng ta đã so sánh thành công tại f tại 0. Bạn nhìn thấy không ạ? Đề bài cho hệ số góc bằng nhau, sau đó suy ra được một cái gần như chả liên quan đến hệ số góc. Thế tuyệt vời không? Nhà rất là thú vị. Đấy, chúng ta chọn ngay được đáp án đó là B. Thì câu này một câu trắc nghiệm mà đòi hỏi các bạn vận dụng và vận dụng cao lên 10 điểm rồi nhá. Thì những bạn mà tư duy mà lên 10 điểm thì cái việc làm mấy cái bước này đơn giản thôi nhá. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang các chuyên đề tiếp theo nhá. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn sang dạng số 2 của viết phương trình tiếp tuyến, đó là tiếp tuyến có hệ số góc K cho trước. Đấy, chúng ta kết thúc cái loại mà tiếp tuyến tại điểm M thuộc đồ thị thì bây giờ là gì? Người ta cho phương trình tiếp tuyến này có hệ số góc K và bây giờ đi viết phương trình. Được chưa? Thế thì về mặt tư duy thì chúng ta sẽ vẫn gọi delta là tiếp tuyến cần tìm và có hệ số góc là K, và giả sử điểm M có tọa độ x0, y0 là tiếp điểm thì từ đó chúng ta suy ra một phương trình, đó là hệ số góc thì chính là đạo hàm tại x0. Đấy. Thì hệ số góc này đề bài cho rồi, cái K này không. Thế bây giờ chúng ta sẽ giải cái phương trình này ra để tìm được x0 đúng không? Đấy. Tìm được x0 là sẽ tìm ra y0 và nắp vào phương trình phát là xong nhá. Đấy. Thì đây này, giải phương trình sao tìm ra x0, từ đó thay vào hàm số ban đầu tìm ra được y0. Có x0, có y0 tức là có điểm đi qua rồi, lại quay về dạng 1. Đúng không? Vậy là cái bài toán có hệ số góc K cho trước bản chất lại quay về dạng đầu tiên. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ viết phương trình tiếp tuyến y bằng k nhân x chủ x0 cộng y0. Cái k này là hệ số góc cái đề cho rồi, nó chính là f phải tại x0 thôi. Đấy. Thế còn x0, y0 chúng ta vừa giải phương trình để tìm ra rồi. Đấy. Xong. Về phương pháp làm thì nó chỉ đơn giản thế này thôi. Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn vào những cái trường hợp đặc biệt. Đấy. Hệ số góc của tiếp tuyến delta thầy kiệu là k delta bằng f phải tại x0. Hệ số góc là f phải tại x0 thì cái này là chuẩn rồi. Cho đường thẳng D, đấy, có dạng y bằng kd nhân x cộng b. Thì đây là dạng đường thẳng D. Nhìn vào đường thẳng D như này chúng ta sẽ có hệ số trước x chính là gì ạ? À? Thầy ví dụ nhé. Ví dụ như là thầy có cái phương trình đường thẳng D, đó là y bằng 2x cộng 12. Thì rõ ràng hệ số góc kd ở đây ấy, nó chính là số 12, à số 2. Ok không ạ? Kd này, hệ số góc này đấy, chính là 2, tức là hệ số trước x người ta gọi đấy là hệ số góc, nhưng với điều kiện đó là bên tay trái chỉ có mình y thôi, còn tất cả là bên tay phải nhá. Rồi, thế thì nó sẽ có những tình huống như thế nào, bạn tư duy nhá. Một, đây là giả sử thầy có tiếp tuyến delta của thầy. Ok. Đấy. Tiếp theo thầy có đường thẳng D, thì cái đường thẳng D này này nó sẽ có những cái vị trí như thế nào với đường thẳng delta? Vị trí đầu tiên đây,
Nhìn như thế này thì các bạn sẽ thấy đây là hai đường thẳng này như thế nào, song song như thế nào nữa, đúng không? Đấy, vậy trường hợp đặc biệt đầu tiên đó là tiếp tuyến delta song song với đường thẳng D. Đường thẳng D này là cố định rồi nhé, đường thẳng delta tiếp tuyến là thay đổi mà. Delta này song song. Trường hợp thứ hai là delta nó như thế nào đấy ạ? Vuông góc, đúng không ạ? Đấy, thì đây là hai trường hợp cực kỳ đặc biệt đi thi dùng rất nhiều, đó là song song và vuông góc, phải chiếm đến 90% các bài tập. Tuy nhiên có 10% các bài tập khác, đó là gì ạ? Delta tạo với D một góc. Đấy. Và góc này ký hiệu là một góc alpha nào đó. Đấy. Thì cái trường hợp ví dụ như là góc 30 độ, 60 độ, 45 độ đấy, thì đấy là những trường hợp mà rơi vào 10% đi thi. Đấy. Ít hơn rất là nhiều. Đấy. Đi thi chủ yếu trường hợp vuông góc song song nha. Thế trong một vài trường hợp mà cái đường thẳng D nó suy biến thành trục OX và trục OY thì chúng ta cũng sẽ có những cái dạng đặc biệt, thì bây giờ thầy sẽ chia sẻ với các công thức nhé. Đầu tiên, trường hợp mà đường thẳng delta song song với đường thẳng D, thì hai đường thẳng song song thì hai hệ số góc bằng nhau. Thế mà hệ số góc của D thì KD là đề cho rồi. Ví dụ ở đây là 2. Thế còn K delta nó là F phẩy tại 0. Thì từ đây giả sử với ví dụ này thì chúng ta sẽ có là gì? F phẩy tại x0 bằng 2. Đúng không? Ứng với ví dụ này. Thì có phải từ đây bạn sẽ rút ra được x0 không? Bằng bao nhiêu đấy, đúng không? Ok chưa? Đấy, mừng tượng về bài toán là như vậy. Trường hợp số 2 đó là delta vuông góc với D thì tích hai hệ số góc bằng -1. Đây là công thức. Đấy, tích hai hệ số góc bằng -1. Thì chúng ta có K delta, lúc này chúng ta rút ra K delta bằng -1 trên D, đúng không? Thì ứng với ví dụ này chúng ta sẽ có là gì? K delta tức là F phẩy tại x0 sẽ bằng gì đấy? -1 trên KD. Đấy, tức là -1/2. KD bằng 1/2 mà KD bằng 2 mà. Đúng không? Đấy, ứng với ví dụ này chúng ta có F phẩy tại, thì từ đây chúng ta lại tìm ra được x0. Lại quay trở về bài toán tìm ra được x0, đúng không? Từ đây lại quay trở về bài toán tìm được x0. Thấy không ạ? Đấy nhá. Tương tự, tiếp theo chúng ta có đường thẳng D mà nó trùng với trục OX thì chúng ta sẽ có delta hợp với trục OX một góc là alpha. Một góc alpha. Thì lúc này chúng ta sẽ có K, tức là hệ số góc của delta lúc này bằng cộng trừ tăng alpha. Đây, giả sử nhé, trục OX này. Đấy, đường thẳng delta hợp với trục OX. Đấy, một góc là alpha. Đúng không? Thì góc alpha này chính là hệ số góc còn gì nữa? Cái tăng alpha này chính là hệ số góc còn gì nữa? Đúng không? Nhưng tại sao phải có cộng trừ? Thì bạn lưu ý này, đây là trường hợp góc nhỏ. Thế nhưng có một trường hợp nó ngửa ra như thế này, thì rõ ràng cái góc này của chúng ta là góc gì ạ? Góc tù. Thì tăng alpha nó này sẽ âm, đúng không? Đấy. Âm, thế nên là cộng trừ tăng alpha. Đấy nha, hai trường hợp. Đấy. Thì ví dụ như ứng với cái ví dụ ở đây thì chúng ta suy ra là gì? K của delta sẽ là F phẩy tại x0, đúng không? Ví dụ như là bằng tan của alpha. Ví dụ như alpha này thầy cho là góc 30 độ đi, đúng không? Góc 30 độ thì bây giờ chúng ta sẽ có là gì? Tan của 30 độ, ví dụ thế nhá. Đấy, tan của alpha. Đấy, ví dụ thật. Ok chưa nhá. Rồi, tiếp theo, delta hợp với D một góc alpha. Delta hợp với D một góc alpha. Thế đây, nó chính là cái trường hợp tổng quát này. Đây là đường thẳng delta này hợp với đường thẳng D một góc alpha này. Đây là trường hợp tổng quát này này. Thì trường hợp song song và vuông góc là hai trường hợp đặc biệt. Thế đây là trường hợp tổng quát. Thì lúc này chúng ta sẽ có tăng alpha chính là bằng trị tuyệt đối của hiệu K delta trừ KD trên 1 cộng trừ cộng K delta nhân KD. Thế thì cái này chúng ta sẽ suy ra là như thế nào? Cái góc alpha này đề sẽ phải cho. Ví dụ như là 45 độ, 30 độ hay 60 độ, đúng không? Thì cái này là đã biết. Đấy. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ giả sử nhé. Ví dụ như là cho góc alpha bằng 30 độ đi. Đấy, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ có là gì? Tan của 30 độ bằng trị tuyệt đối K delta là F phẩy tại x0 trừ đi KD. KD chúng ta đang giả sử đường thẳng D, đây là KD là 2 chia cho 1 cộng hai thằng này nhân với nhau. Hai thằng này nhân với nhau tức là 2 nhân với F tại x0. F phẩy tại x0. Đấy. Thì rõ ràng đến đây bạn lại nhìn thấy một vấn đề, đó là gì? Tan 30 độ thì chúng ta sẽ biết đó là 1 trên căn 3, đúng không? Cái này là 1 trên căn 3 còn gì nữa. Thế vậy bạn nhìn đây lại, đây lại là một phương trình mà chứa cái gì ạ? Chứa F phẩy tại x0. Thế cuối cùng là chúng ta lại rút ra được xem là x0 bằng cái gì. Đúng không? Lại quay lại bài toán xem x0 bằng cái gì. Vậy là bốn trường hợp này đấy, quay đi quay lại cả trường hợp thứ ba này cũng vậy, cũng phải rút ra được x0 bằng cái gì đó. Đúng không ạ? Vậy quanh đi quẩn lại vẫn là giải cái phương trình F phẩy để tìm được x0. Hình dung ạ? Đấy, bạn đấy, thầy đã phân tích để các bạn hình dung cái logic nó là như vậy. Ok không? Đấy. Thì đấy là các trường hợp đặc biệt, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào các câu bài tập để cùng hiểu rõ hơn cái việc vận dụng này vào giải quyết các bài toán như nào nhé. Rồi, bây giờ là câu số 1 để các bạn hiểu về quá trình chúng ta vận dụng như nào nhé. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số bậc 3 này có hệ số góc K bằng -9 có phương trình là
À, tức là nó cho hệ số góc cao bằng trừ 9. Mà hệ số góc của chúng ta là gì? F phẩy tại x0 đúng không? Vậy chúng ta sẽ cho F phẩy tại x0 bằng trừ 9. Thế thì F phẩy lấy từ đâu? Đây, F đây còn đâu nữa? Đúng không? Bốn phương trình để chúng ta lựa chọn, bốn đáp án. Thế đầu tiên là tính F phẩy ra đây. Đây, y phẩy đây bằng x bình cộng 6x. Chúng ta xem cho này, x bình này, cộng 6x, 2 phẩy bằng 0 đúng không? Y phẩy tại x0 bằng trừ 9 bởi vì hệ số góc người ta cho bằng trừ 9 mà. Đúng không? Y phẩy tại x0 là chính là hệ số góc mà, nhớ nhé. Cứ cái y phẩy này là hệ số góc. Đây, thay x0 vào đây thôi là ra được y phẩy tại x0, không có gì ghê gớm cả, đúng không? Bằng trừ 9. Thì đây rõ ràng đây là một phương trình bậc 2. Chúng ta hoàn toàn có thể bấm máy tính và cho ra được nghiệm x0 bằng trừ 3. Thế khi x0 bằng trừ 3 thì chúng ta sẽ thay ngược lên đây để tìm ra được y0 bằng 16. Ok không? Đấy, thay lên đây. Vậy là chúng ta đã có x0, có y0. Thì tức là có điểm M tọa độ x0, y0 rồi đấy. Thì chúng ta viết phương trình tiếp tuyến delta một cách rất là dễ dàng. Theo công thức F phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Được chưa? Thế trừ với trừ thành cộng, đúng không? Đấy, thế còn hệ số góc bằng trừ 9 rồi. Tội gì tính lại F phẩy làm gì? Y phẩy tại x0 bằng trừ 9 này, đúng không? Thế nên nhân phá ra thôi thì chúng ta có được là, tức là cũng không cần nhân phá, chúng ta chuyển cái 16 sang đây thành y trừ 16 bằng trừ 9 nhân x cộng 3. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đề bài nó để ở đáp án là cấu trúc dạng như vậy. Thế là bạn đừng nhân phá hết ra nhé. Nhân phá ra là bạn lại không chọn được đề bài. Được chưa? Chọn được đáp án. Thế nên là để đây thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được đáp án A là y trừ 16 bằng trừ 9 nhân x cộng 3. Ok không ạ? Anh nhá. Thì mình làm ra cái gì không quan trọng, quan trọng là đề đang cho cái gì và hỏi cái gì. Được chưa? Đấy, đôi khi là nhiều bạn là cứ đến đây nó cứ hùng hục rút gọn ra, cuối cùng là quay lại đề bài là lại không chọn được đáp án nào, đen nhá. Rồi câu 2. Trong các tiếp tuyến tại điểm, các điểm trên đồ thị của hàm số bậc 3 này này. Tại vì chúng ta biết là một đồ thị thì nó có tỉ tiếp tuyến, đúng không? Chúng ta cứ lấy ra một điểm bất kỳ là sẽ có tiếp tuyến thôi, đúng không? Có tỉ tiếp tuyến. Trong cái tiếp tuyến đấy thì tiếp tuyến nào có hệ số góc nhỏ nhất là bằng bao nhiêu? Đấy, cái tiếp tuyến mà có hệ số góc nhỏ nhất ấy. Thì bạn tư duy giúp thầy nhá, tiếp tuyến mà có hệ số góc nhỏ nhất thì cứ nói đến cái từ hệ số góc, tức là nói đến F phẩy tại x0. Thế đầu tiên chúng ta tính F phẩy ra đã. Được chưa? Đấy, đầu tiên cứ tính F phẩy đã. Thì có là 3x bình này trừ 6x này, 2 phẩy bằng 0 này. Bắt đầu chúng ta bây giờ đây là hệ số góc và chúng ta tìm xem là trong tất cả những hệ số góc này này cái nào lớn nhất? À, cái nào nhỏ nhất? Thì đây là một tam thức bậc 2. Chúng ta có đánh giá được cái này nhỏ nhất không? Có, đưa về bình phương cộng hàng số, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ đưa về bình phương này. Cái này thêm vào đây là số 3, dương 3 đặt ở đây thành x trừ 1 bình. Nhưng mà thêm vào 3 thì phải bớt đi 3. Thì bình một cái bình phương này luôn luôn lớn bằng 0. Trừ đi 3 thì luôn luôn lớn bằng trừ 3. Vậy giá trị nhỏ nhất là trừ 3. Hệ số góc có tiếp tuyến nhỏ nhất là trừ 3. Hay nói cách khác, y phẩy nhỏ nhất là trừ 3. Nhắc đến y phẩy hay nhắc đến hệ số góc là 1 nhá. Nó giống như kiểu số 4 ấy. Có hai cách gọi đó là gì? 4 hoặc là gì? Tứ. Có nhiều nơi còn gọi là gì? Tứ. Đúng không ạ? Nó vẫn chỉ đến số 4 ấy thôi. Đấy, thì đây cũng thế thôi. Nhắc đến y phẩy thì nhắc đến đạo hàm, mà nhắc đến hệ số góc thì cũng nhắc đến y phẩy, kiểu thế nhá. Xong. Thế vậy chúng ta sẽ chọn ngay đáp án đó là A, trừ 3. Dấu bằng xảy ra khi nào? Khi x bằng 1. Vậy là tại điểm x0 bằng 1 ý, thì hệ số góc là bé nhất. Được chưa? Đấy. K bằng trừ 3 và chọn ngay đáp án đó là A. Rất đơn giản nhá. Một câu có vẻ nhìn trông nguy hiểm, nhưng mà làm lại rất đơn giản. Các bạn hãy nhớ giúp thầy cái câu như thế này. Rồi chúng ta cùng nhau sang câu số 3. Cho hàm số C y bằng x mũ 3 cộng 3x bình trừ 8x cộng 1 có bao nhiêu tiếp tuyến delta song song với đường thẳng D? À đây chúng ta vào các trường hợp đặc biệt rồi đây. Song song đây. Song song thì chắc chắn là cho hệ số góc bằng nhau. Thì chúng ta nhìn vào đường thẳng D thì hệ số góc bằng mấy đây? 1. Hệ số trước x chính là hệ số góc 1. Đấy. Bốn đáp án để chúng ta chọn. Thì đầu tiên là cứ tính cái y phẩy đã, bởi vì có hệ số góc mà, y phẩy. Sau đấy cho cái y phẩy này bằng 1. Đấy, tiếp tuyến song song với D. Thế nên chúng ta sẽ hệ số góc của delta phải bằng 1. Đấy. Hệ số góc delta chính là y phẩy này này. Đấy. Chúng ta cho nguyên cái y phẩy này này bằng 1. Đấy. Thì đây là phương trình bậc 2, bấm máy tính có hai nghiệm 1 với trừ 3. Thì tức là chúng ta sẽ có hai tiếp tuyến. Đúng không? Đấy. Tiếp tuyến song song với đường thẳng này. Thế nhưng mà cứ phải viết thực tế ra nhá. Cái trường hợp mà song song này này là rất dễ bị lừa. Nhiều bạn nghĩ là có hai nghiệm thì chắc chọn B, hai tiếp tuyến song song. Vỡ mồm ngay nhá. Làm thực tế x bằng 1 thì tọa độ điểm M đầu tiên là 1 trừ 3. Lấy 1 này, thay vào đây, thay vào y ấy. Dạ, thay vào y này, thay vào c mà. 1 cộng 3 trừ 8 cộng 1, đấy, được kết quả là M là 1 trừ 3. Thay vào phương trình của delta có dạng là y bằng x trừ x0 cộng y0. Rút gọn đi chúng ta được y bằng x trừ 4. Thỏa mãn, ok. Trường hợp 2, chúng ta sẽ có là gì? X bằng trừ 3 thì chúng ta sẽ có n của chúng ta có tọa độ là trừ 3, 2, 5. Tức là thay trừ 3 lên đồ thị của C. Đấy. Thì được kết quả là 25. Vậy chúng ta lại tiếp tục viết được một phương trình delta nữa, đó là y bằng x cộng 28.
Thì đến đây bạn để ý này, y bằng x trừ 4 thì ok không nói gì, nhưng y bằng x cộng 28, bạn nhìn lại cái đường thẳng D xem, D cũng y bằng x cộng 28. Như vậy rõ ràng cái trường hợp 2 này này là cái tiếp tuyến delta của chúng ta nó trùng vào đường thẳng D. Thế mà đề bài đang yêu cầu là song song, thế mà trường hợp 2 lại ra trùng. Như vậy trường hợp 2 là gì? Loại. Ok không ạ? Vậy riêng trường hợp 2 này là loại. Vậy chúng ta chỉ có mấy tiếp tuyến thỏa mãn thôi? Một tiếp tuyến thỏa mãn thôi nhá. Đấy. Nên chúng ta chọn đáp án A. Ok không ạ? Đấy, chỉ có một tiếp tuyến thôi. Nhiều bạn đến đây là dừng là chọn B là sai sai sách luôn. Nhớ nhá, cái phần song song này rất dễ lừa. Rất rất hay lừa, các thầy nhấn mạnh lại rất rất nhiều bài lừa. Đó là gì? Giải ra hai nghiệm nhưng chỉ có một thằng thỏa mãn, thằng còn lại là trùng. Ok không? Nhớ nhá, nhấn mạnh cái này thằng còn lại là trùng. Đấy. Bởi vì cái hệ số tự do này bằng 28 luôn này. Còn cái hệ số góc, cái hệ số tự do này nó phải khác cơ. Thì mới được nhá. Lưu ý như vậy. Rồi, câu 3, câu 4. Gọi đồ thị C là y bằng x mũ này, tiếp tuyến của C vuông góc với đường thẳng D có phương trình là. Ok. Bây giờ viết tiếp tuyến vuông góc thì chúng ta phải xác định xem là vuông góc ấy thì đó là dạng đặc biệt tích hai hệ số góc phải bằng -1 đúng không? Thế bây giờ câu chuyện là chúng ta có đường thẳng D đây, chúng ta xem đường thẳng D này có hệ số góc bao nhiêu. Nhưng mà đường thẳng D nó đang có dạng là x cộng 5y trừ 10 bằng 0, thế này không biết là nhìn thế nào. Hệ số góc là cái hệ số trước x đúng không? Nhiều bạn nhìn vào đây luôn, hệ số góc bằng 1 thầy ạ. Vỡ mồm. Sai. Thế vậy để làm thế nào với hệ số góc thì bắt buộc chúng ta phải chuyển y sang một vế. Chia cho 5 đi, tức là rút ra y. Được chưa? Rút ra y bằng cái gì đó, một vế chỉ có y thôi nhá. Đấy. Đấy là cái mà thầy lưu ý với các bạn. Nhưng mà đầu tiên cứ tính y phải đã nhỉ. Cứ viết cái y phải lên đầu, nếu đi thi tự luận cứ viết cái y phải lên đầu đã cho nó chuẩn chỉnh. Đấy, các bạn nhìn thấy cái những cái bài mà thầy trình bày nó rất chuẩn form đấy nhá. Bài nào cũng y phải đầu tiên. Y phải 4x mũ 3 cộng với lại x, ok đúng không? À cộng với 1 bởi vì x phải ra 1 đúng không? Đường thẳng D có dạng x cộng 5y trừ 10 bằng 0, thế nên thầy chuyển vế. Đấy, thầy chuyển cái x và trừ 10 sang bên tay phải. Thì đây là gì ạ? Và chia cho 5 đi, thầy có y bằng trừ 1 phần 5x cộng 2. Đó. Chuyển vế, đổi dấu và chia cho 5 thì thầy rút ra được như thế này. Thì mới đảm bảo là một vế luôn là có y. Một vế chỉ có y thôi, chứ không phải là một vế có số 0 đâu nhá. Cái phương trình mà cho theo kiểu này là phương trình đường thẳng tổng quát thì chúng ta sẽ rất khó nhìn thấy hệ số góc. Nhưng để như này chúng ta rất dễ. Hệ số trước x ở đây là -1/5. Vậy đó chính là hệ số góc của D. Thì rất nhiều bạn là làm cái bài này nhưng mà không để ý là cứ lôi cái này bằng 1 ra thay vào chết vỡ mồm. Mình phải hiểu nhá. Rồi, xong. -1/5. Xong rồi. Thì chúng ta sẽ có tiếp tuyến delta có hệ số góc là y phẩy tại x0 thì y phẩy tại x0 thì thay x này bằng x0 thôi, chả có gì cả. Không thích bạn để nguyên cái kia cũng được. Chúng ta sẽ có hai thằng cha này hệ số góc này nhân với nhau phải bằng -1 đúng không? Đấy, delta góc với D, thế nên là gì ạ? Hệ tích hai hệ số góc phải bằng -1. Đây là hệ số góc của D, còn đây là hệ số góc của delta. Y phẩy mà, đúng không? Bằng -1. Thay vào thôi, y phẩy tại x0 thay cái này vào, KD thay bằng cái này vào. Đấy, chúng ta rút ra được cái phương trình đó là 4x0 3 cộng 1 bằng 5. Thì rõ ràng là x0 bằng 1. Bởi vì chuyển cái này sang đây 5 1 bằng 4, 4 4 được 1, x mũ 3 bằng 1 thì x bằng 1. Dẫn đến khi x0 bằng 1 thì thay vào đâu tìm y0? Thay vào C này này. Đấy, thay vào C để tìm y0 bởi vì cái x0 này nó đang nằm trên C mà. Điểm M tọa độ x0 y0 là thuộc C mà. Đấy. Tìm y0 thay vào đây. 1 thay vào đây thì y bằng 0 bằng 2. Thế có y0 thì viết phương trình tiếp tuyến delta là một chuyện rất đơn giản, đúng không? Thay vào công thức là xong. Đấy, phương trình tiếp tuyến y bằng hệ số góc f phẩy tại x0 nhân x trừ x0 cộng y0. Rồi, và rút gọn đi nó là 5x trừ 3. Vậy chúng ta ngay lập tức chọn được đáp án đó là A. Ok không ạ? Đấy, thì đây là những câu ví dụ mà giúp các bạn hiểu về những trường hợp vuông góc song song. Chúng ta cùng nhau chuyển sang các câu tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu số 5. Cho hàm số y bằng 2 cộng 2 trên x trừ 1 có bao nhiêu tiếp tuyến này tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân. Đấy, thì chúng ta sẽ có 4 đáp án lựa chọn như thế này. Nhưng ở đây người ta chỉ hỏi là số lượng các tiếp tuyến, chứ người ta không hỏi là tiếp tuyến đấy nó có phương trình như nào. Đấy, thế thì bắt buộc chúng ta sẽ phải làm theo hướng tự luận. Thì thầy sẽ phải phân tích cho các bạn để hiểu cái đề bài nhé. Giả sử thầy có một cái hệ trục tọa độ như thế này. Đó, đây là y này, x này, ox, oy, ok. Thế thì người ta bảo là gì ạ? Tiếp tuyến này của C tạo với hai trục tọa độ. Tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân. Đây, giả sử thì tiếp tuyến nó là một đường thẳng đúng không? Ok. Đấy. Thầy có cái đường màu vàng này thể hiện cho tiếp tuyến. Được chưa? Đấy, đây là đường màu vàng là thể hiện tiếp tuyến và nó cắt hai trục tọa độ tại điểm A này, tại điểm B này. Thì tam giác này mà vuông thì chắc chắn là vuông ở góc tọa độ O. Và nếu mà cân thì chắc chắn cũng phải cân ở O. Có đúng không ạ?
Bởi vì nó tam giác vuông mà muốn cân thì chắc chắn là phải cân ở đỉnh góc vuông, không thể là cân đỉnh A, đỉnh B được. Ok không ạ? Đấy. Thế thì lúc này chúng ta sẽ để ý là lúc này delta của chúng ta sẽ hợp với trục OX một góc bao nhiêu độ ở đây. Thì nếu mà tam giác vuông cân thì một học sinh lớp 5 cũng có thể biết được là đây góc này sẽ bằng bao nhiêu độ ạ? 45 độ đúng không? Đấy, tam giác vuông cân mà, góc này 45 độ. Đấy. Thế khi mà cái góc bên trong này là 45 độ thì cái góc ở bên ngoài này này. Đấy. Nó sẽ bằng 135 độ. Đúng không? Đấy, lấy 180 trừ 45 thì ra 135. Thế câu chuyện là tại sao thầy lại ngoằng cái góc bên ngoài này làm cái gì? Thì thầy vẫn nói với các bạn đó là gì ạ? Góc giữa đường thẳng hợp với trục cô x thì chúng ta phải nhớ đây là chiều dương của trục cô x này. Đấy. Tức là chúng ta sẽ phải lấy cái góc hợp với chiều dương của trục cô x. Chứ còn cái thằng này, cái góc này nó lại quay về miền chiều âm rồi chúng ta không xét nhá. Đó. Thế thì đây là tình huống đầu tiên là góc 135 độ. Vậy tình huống số 2 thì chúng ta cũng sẽ có góc nhọn như sau này. Đấy, thầy kéo dài trục về ra đây. Giả sử bây giờ cái delta của chúng ta, cái đường thẳng delta nó lại quay ngược lại như thế này. Thì có phải là nó vẫn cắt hai trục tọa độ không? Đấy, thầy giả sử đây điểm A2 đi. Đấy, vậy tam giác bây giờ tam giác là OBA2 vẫn đảm bảo là vuông mà vẫn đảm bảo là cân. Đấy, thế mới tuyệt vời chứ. Thế thì rõ ràng góc này của chúng ta bây giờ là góc 45 độ và nó là góc nhọn và nó đang hướng theo chiều dương. Đúng không ạ? Đấy, thế nên là nó sẽ có hai tình huống. Một là góc 135 độ là góc tù, hai là góc nhọn là góc 45 độ. Ok, ứng với hai trạng thái của delta như thế này. Thế thì chúng ta sẽ tính cái y phẩy lên đã. Bởi vì tại sao phải tính y phẩy? Tính y phẩy tức là tính đạo hàm. Tính đạo hàm tức là chúng ta đi tính được cái hệ số góc của đường thẳng delta. Nhớ nhá, cứ là đạo hàm thì đó là hệ số góc của đường thẳng tiếp tuyến. Thì chúng ta lấy quy tắc nhân chéo, không biết các bạn còn nhớ không? Đó là chúng ta lấy 2 nhân với trừ 1, 1 nhân với 2, rồi sau đó trừ nhau. Thì 2 trừ nhân với trừ 1 được trừ 2 đúng không? 1 nhân với 2 được 2 đúng không? Thì trừ 2 mà trừ đi 2 thì thành trừ 4. Đấy, thế còn cái mẫu lại bình phương lên. Đấy, thì đấy là cái mẹo tính đạo hàm của hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Và sau này cái hàm này lên lớp 12 chúng ta cũng dùng rất là nhiều. Thế nên các bạn vui lòng nhớ luôn công thức đó. Sau đó thì chúng ta sử dụng cái công thức mà gì ạ? Góc tạo bởi đường thẳng và trục OX là góc alpha. Thì ở đây chúng ta có hai trạng thái, một là 135 độ, hai là góc 45 độ. Thì lúc này hệ số góc của cái đường thẳng delta ấy nó bằng cộng trừ tan của alpha. Được chưa? Đấy, cộng trừ tan của alpha. Đấy, thế thì ở đây chúng ta có góc alpha là bằng ý của dấu cộng dấu trừ này là gì? Dấu cộng dấu trừ này thể hiện cho hai trường hợp. Đúng không ạ? Nếu mà tan của 45 độ thì nó ra 1. Thế thì thêm dấu trừ vào thì trừ tan 45 độ thì nó ra thành trừ 1. Ý là chúng ta sẽ có hai hệ số góc là cộng trừ 1 ở đây. Ok chưa? Đấy. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ suy ra đây. K của delta cộng trừ 1 đây. Nó chính là hệ số góc của delta là y phẩy. Y phẩy chính là hệ số góc của delta. Đấy. Thế mà góc hợp bởi trục OX chúng ta lại phang cái công thức này vào thì rõ ràng chúng ta lại ra được K delta bằng cộng trừ 1. Vậy chúng ta sẽ giải phương trình cộng trừ 1 bằng y phẩy để từ đó tìm ra x0. Tìm ra x0 là lắp vào phương trình phát xong luôn. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có để ý này. Tại sao ở đây thầy lại chỉ tính cái trừ 1 thôi mà thầy không lấy cái dương 1 thì bạn để ý cái y phẩy này thầy đã viết ở đây nó luôn luôn nhỏ hơn 0. Bởi vì sao? Tử là một số âm, mẫu là số lớn không rồi thì chắc chắn là cả cái này nó sẽ nhỏ hơn 0. Thì ở đây có trừ 1 với 1 thì đương nhiên là chúng ta lấy trừ 1 bởi vì trừ 1 nó bé hơn 0. Thế còn bạn thay 1 vào đây cái thì tự dưng là số âm không thể bằng số dương được. Thế sau khi bằng cái này xong chúng ta nhân chéo lên thì được là x0 trừ 1 bình bằng 4. X0 trừ 1 bình bằng 4 thì chúng ta sẽ ra hai nghiệm, đó là x0 bằng trừ 1 và x0 bằng 3. Thì cái việc giải phương trình bậc 2 này là các bạn làm nó bình thường nhá. Bấm máy tính bình thường thôi. Đấy, chúng ta sẽ có với x0 bằng trừ 1. Đấy, với x0 trừ 1 thì chúng ta sẽ ra được một tiếp tuyến. Với x0 bằng 3 chúng ta lại ra được tiếp tuyến số 2. Như vậy đến đây chúng ta có quyền chọn luôn đáp án đó là B luôn, hai tiếp tuyến, đúng không? Thế nhưng mà thầy vẫn viết tử tế cho các bạn xem là tiếp tuyến thứ nhất là gì và thứ hai là gì nhá. Đấy. Với x0 bằng trừ 1 thì chúng ta suy ra được y0 bằng 0. Thế thì thay vào đâu? Bạn nhìn nhá, trừ 1 ra thay vào đây để tìm ra y. Nhiều anh em quên là hay thay vào đây lắm nhá. Là thay vào đây là thay vào y phẩy là vỡ mồm luôn đấy nhá. Thì thay lên đây thì rõ ràng là thay trừ 1 vào đây thì kết quả là bằng 0. Từ đó chúng ta có phương trình delta áp dụng theo công thức mà các bạn đã biết rồi. Đấy, thì thầy viết lại công thức ra đây nhá. Đấy. Y bằng f phẩy tại x0 này nhân với x trừ x0 này cộng với y0 này. Đấy, thì cái công thức này các bạn biết rồi và chúng ta cũng đã làm quen với nhau rất là nhiều các bài tập rồi, thì đến đây là thầy làm ra nháp và thầy đưa luôn kết quả vào đây, không rườm rà nữa. Và đi thi thì các bạn trình bày tự luận chẳng hạn thì các bạn cũng trình bày giống như thầy thôi, chứ cũng không cần phải rườm rà bôi cái công thức này vào rồi xong làm nháp ở trong bài nữa nhá. Rồi, x0 bằng 3 thì thay vào chúng ta được y0 bằng 4, thay 3 vào đây thì được y0 bằng 4.
và phương trình delta là trừ y bằng trừ x cộng 7, thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy có hai phương trình delta rất rõ ràng, nhưng đề nó chỉ hỏi là số lượng, thế nên là làm đến đây là chúng ta cũng có thể dừng rồi, nhưng mà thầy làm tiếp để cho các bạn nhìn ra thôi. Rồi, chúng ta ngay lập tức chọn được đáp án B. Và chúng ta kết thúc câu số 5 với việc đó là gì ạ? Tiếp tuyến tạo với trục tọa độ một tam giác vuông cân. Ok không ạ? Đấy, thì khai thác theo góc độ nó là góc tạo bởi trục OX, để từ đó chúng ta suy được ra hệ số góc theo công thức cộng trừ tan alpha. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 6 nhé. Và bây giờ sẽ là câu số 6. Có bao nhiêu giá trị M nguyên? Đấy, M nguyên là thế nào là M nguyên? Đọc đến đây chúng ta tư duy thế nào là số nguyên, ví dụ như là 0, 1, 2, 3 này, hoặc là âm 1, âm 2, âm 3. Ok không ạ? Để tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng 2m trừ 1 x mũ 4 trừ m cộng 5 phần 4 tại điểm x trừ 1 vuông góc với đường thẳng D này. Thế thì nếu mà xử lý cái dữ kiện mà vuông góc thì chúng ta sẽ có công thức ngay là tích hai hệ số góc bằng trừ 1. Đấy, chúng ta hãy nhớ đến công thức đó. Tuy nhiên thì bây giờ nhìn vào đường thẳng D thì chúng ta sẽ chưa thấy đâu là hệ số góc. Nhiều bạn sẽ nhầm lẫn rằng là cứ cái trước x là hệ số góc thì điều đấy là không đúng. Thì chúng ta phải làm một công tác đó là chuyển y sang một vế và để x ở một vế. Thì một vế nó chỉ có y thôi. Đấy, vế chỉ có y thôi, thì từ đây chúng ta chuyển cái y sang bên tay tay phải này, chúng ta sẽ có y bằng 2x trừ 3. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái hệ số góc nó rõ ràng. Đấy. Có 4 đáp án để chúng ta lựa chọn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đây, thầy vừa nói đây, chúng ta chuyển y sang, được chưa? Thì nhìn vào đây chúng ta thấy đây là hệ số góc này, trước x là hệ số góc này. Nhưng phải đảm bảo là y nó đứng một mình một bên nhé. Bởi vì có nhiều trường hợp là gì, người ta cho vào đây là 3y chẳng hạn. Đó, thì ở đây là 3y đúng không? Thì chúng ta phải chia số 3 xuống đây thành 2/3, thì lúc đó hệ số góc nó là 2/3 cơ. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ có ngay hệ số góc của D chính là 2. Bây giờ chúng ta đi tìm hệ số góc của tiếp tuyến delta. Thì người ta bảo là tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là -1, thì hệ số góc của tiếp tuyến thì luôn luôn là y phẩy tại x0, mà x0 là bằng -1, như vậy chúng ta có y phẩy tại -1. Thế thì chúng ta tính qua cái y phẩy đã. Đây, y phẩy đây. Đây là bậc 4 đạo hàm xuống bậc 3. Thế còn đây là m và 5/4 thì đạo hàm là bằng 0. Đấy, thế còn đây là số 4 bởi vì là bậc 4. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta thay -1 này vào đây thì thành y phẩy tại -1. Thay vào đâu? Thay vào chỗ x nhá. Bởi vì người ta cho x bằng -1. Nhiều anh em thay luôn mà cả chỗ m là vỡ mồm nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hệ số góc của tiếp tuyến delta sẽ là gì ạ? Đây, k delta bằng y phẩy tại -1. Đấy, chúng ta thay -1 vào x này này. Đấy, thì được kết quả là -4 nhân 2m -1. Thế sau đó chúng ta lấy cái k delta này nhân với cái kd này cho nó bằng -1, thì đấy là công thức hai đường thẳng một vuông góc thì tích hai hệ số góc bằng -1 nhá. Đây, tích hai hệ số góc bằng -1 đây. Thay vào thôi. Đấy, thay vào thì 2 nhân với 4 thành 8, đây số 8 đây, bằng -1. Từ đây chúng ta giải ra m bằng 9/16. Cái việc giải phương trình này là chuyện đơn giản. Đấy, m bằng 9/16. Thế thì người ta bảo là có bao nhiêu m nguyên mà chúng ta tìm ra m bằng 9/16, thì đến đây chúng ta sẽ cảm nhận được rằng là 9/16 nó không phải là một số nguyên. Thế nên chúng ta kết luận ngay 9/16 là không phù hợp với cái đề bài đang hỏi, kết luận là vô nghiệm. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn ngay D. Đấy, mặc dù chúng ta giải ra giá trị của m nhưng vẫn kết luận vô nghiệm. Bởi vì sao? Bởi vì đề nó hỏi là m nguyên mà chúng ta lại không thấy là nó ra không nguyên. Được chưa? Đấy, nhớ nhé, lưu ý. Thế nhiều bạn là gì, làm ra đến m bằng 9/16 này rồi là sướng quá. Và một khi sướng thì anh em sẽ nhìn thấy đáp án A, chọn luôn 1. Đấy, và vỡ mồm nha. Đấy thì các bạn lưu ý giúp thầy. Rồi, chúng ta kết thúc 6 cái câu bài tập của cái phần tiếp tuyến mà có hệ số góc k cho trước ở đây. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn sang dạng tiếp theo, tiếp tuyến mà đi qua điểm. Ok không ạ? Và như thầy đã nói, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn tiếp sang dạng số 3, đó là tiếp tuyến đi qua một điểm. Chúng ta cùng review với nhau lại một chút xíu xem là chúng ta đã học được cái gì rồi. Dạng 1 đó là tiếp tuyến tại một điểm, nhớ là chữ tại nhé, thuộc đồ thị. Dạng thứ 2 đó là tiếp tuyến mà có hệ số góc k. Và bây giờ là dạng số 3, không phải là tiếp tuyến tại nữa mà là tiếp tuyến đi qua. Được chưa? Đi qua. Thế vậy đi qua mấy cái từ tại nó khác nhau ở điểm gì? Thì thầy giả sử như thế này nhé. Thầy có một cái đồ thị bất kỳ. Đấy, thầy có một cái đồ thị là đường cong bất kỳ như thế này. Đấy, ví dụ thế. Đấy, được chưa? Một đường cong fx, một đường đồ thị có đồ thị đường cong này là c đi, ví dụ thế. Thì ví dụ như này, chúng ta sẽ có một cái tiếp tuyến tại. Đây là tiếp tuyến tại, được chưa? Đấy, ví dụ đây thầy có điểm m, đúng không? Đấy, thì nếu mà thầy kẻ được một cái tiếp tuyến ở đây, thì cái tiếp tuyến delta này này gọi là tiếp tuyến tại. Ok không ạ? Đây là tại m. M và nó nằm ở trên C. Thế nhưng bây giờ đi qua, cái từ đi qua này nó có ý nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ đề bài người ta không cho điểm m ở trên đồ thị này nữa, mà tự dưng người ta cho một điểm A ất ở đây.
thì chúng ta sẽ thấy là điểm A này nó ớt A ớt ơ ở trên mặt phẳng, nó chả liên quan gì đến đồ thị này cả, tức là nó nằm ngoài cái đồ thị này đấy. Và người ta yêu cầu là gì? Từ cái điểm A này này phải kẻ được một tiếp tuyến đến đồ thị này đó. Thế thì chúng ta sẽ dùng thước thôi đúng không? Đấy, mình sẽ dùng thước có tỉ tỉ đường thẳng đi qua A, và mình phải lựa lựa như thế nào đấy để nó tiếp xúc với đường cong. Ví dụ mà thầy để cái thước như này thì bạn sẽ thấy là nó cái thước nó chả liên quan gì đến đường cong, vậy nó không tiếp xúc rồi. Như vậy chúng ta phải làm nào ạ? À, hạ thước xuống, hạ thước xuống, hạ đến hạ nhưng vẫn phải đảm bảo nó đi qua điểm A nhé. Chứ anh em hạ một phát như thế này thì điểm A làm mồ à? Đấy, đấy, đấy làm cảnh à? Đấy, thế nên bây giờ chúng ta hạ dần. Đấy, thế thì hạ đến một lúc mà nó chịn đến đồ thị thì chúng ta dừng lại. Ok không ạ? Đấy, thì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy cái thước này nó đã tiếp xúc với cái đồ thị rồi, có đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là kẻ một cái đường thẳng đấy, đi qua A. Đấy, ví dụ thế, tiếp xúc đấy. Và rõ ràng điểm tiếp xúc bây giờ là điểm M0 nằm ở đây. Ok không ạ? Vậy, cái chữ đi qua với chữ tại nó khác nhau ở chỗ nó là tại điểm thuộc đồ thị, thì tức là cái điểm này đang nằm trên đồ thị. Còn đi qua thì tức là cái điểm này nó nằm ngoài đồ thị, và chúng ta phải lựa làm thế nào đấy để từ đó chúng ta tìm được cái điểm M0 này này. Và tìm được M0 thì chúng ta bắt đầu lắp vào công thức để tìm ra phương trình delta. Được chưa? Đấy, như vậy là gì? Người ta cái dạng số 3 này này là người ta không cho trực tiếp cái điểm này mà người ta cho điểm A. Thế là thông qua điểm A chúng ta lại phải tìm ra cái điểm M ở đây. Được chưa? Đấy, nó cứ dích rắc với nhau như vậy. Rồi, thế bây giờ thầy sẽ ghi lại tổng quát bằng lời cái phương pháp này nhá. Cho hàm số đây, y bằng fx và điểm A có tọa độ AB đây. Đây chính là cái điểm A bất kỳ thế này. Thì viết phương trình tiếp tuyến delta mà đi qua A, tiếp tuyến đi qua điểm A này. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Gọi đường thẳng delta đi qua A và có hệ số góc là K. Bởi vì chúng ta có là gì ạ? Đi qua một điểm và có hệ số góc thì chúng ta sẽ viết được phương trình. Đấy. Theo kiểu y bằng K nhân x trừ A cộng với B. Trong đó A là tọa độ của điểm A, B là hoành độ của điểm A. Ok chưa? Đấy. Thế thì đây là phương trình delta. Tất nhiên K này là biết chưa? Thì câu trả lời là chưa biết. Được chưa? Đấy. A và B là biết rồi, bởi vì đó là tọa độ điểm A. Được chưa? Nhớ nhá. Tiếp theo này, thì chúng ta có cái điều kiện để là tiếp tuyến. Thì bạn tư duy này, nếu như thầy minh họa bằng thước thì thầy sẽ nói mồm với các bạn và các bạn cũng đồng ý với thầy, đó là chúng ta sẽ hạ cái thước này dần xuống cho nó tiếp xúc với đồ thị. Đấy là chúng ta minh họa bằng hình ảnh thì chúng ta nói mồm với nhau là hạ cái thước xuống. Thế nhưng mà vào bài tập thì chúng ta cũng nhìn thấy một câu đề bài, chúng ta không thể nói là hạ cái thước này xuống và ta tìm được đáp án A. Đấy là bạn điền bừa. Đấy, thế nên là chúng ta phải làm theo kiểu công thức như thế này. Đấy, cái công thức này nó minh họa cho cái lời, đó là hạ cái đường thẳng delta xuống. Thế thì điều kiện để tiếp tuyến đó là, thứ nhất, hai cái phương trình ở đây chúng ta có y bằng, ở đây chúng ta cũng có y bằng, đúng không? Thế nên cho hai cái phần phía bên tay phải này bằng nhau. Đấy, hai phần phía bên tay phải bằng nhau nhá. Tiếp theo là f phẩy tại x thì bằng k, thì k là hệ số góc của delta mà chúng ta lại đang muốn delta này là tiếp tuyến, thế nên chúng ta lại có tiếp tuyến thì nó lại có hệ số góc là f phẩy tại x không, thế nên chúng ta lại có f phẩy này bằng k. Đấy, thì cái hệ này phải có nghiệm, chứ hệ này vô nghiệm tức là f phẩy bằng k là không có nghiệm. Không có nghiệm thì tức là thằng này không bao giờ thể là trở thành tiếp tuyến được, đúng không ạ? Đấy, trong ti tỉ các đường thẳng thì đường thẳng nào mà có hệ số góc là đạo hàm thì đó chính là tiếp tuyến. Đó, được chưa? Thế còn những cái đường thẳng mà có hệ số cao góc k tổng quát ấy, tức là nó chả là tiếp tuyến, nó chỉ là đường thẳng bình thường thôi nhá. Đấy, thì đây là ý nghĩa của tiếp tuyến, điều kiện tiếp xúc nhá. Thì các bạn nhớ cái này giúp thầy và để chúng ta làm vào bài tập. Thế thì từ đây chúng ta sẽ làm gì? Từ phương trình 2 này này, chúng ta sẽ rút ra k thế lên đây. Có đúng là f phẩy bằng k không? Mà đây có k không? Chúng ta rút cái f phẩy thế lên đây đúng không? Vậy chúng ta được fx bằng f phẩy nhân x trừ a cộng b, trong đó ab đã biết. Như vậy phương trình 1 toàn ẩn gì thôi ạ? Ẩn x. Vậy toàn ẩn x, chúng ta sẽ giải x và tìm ra được giá trị của x. Đấy, ta có phương trình ẩn x này, tìm x được thế vào 2, từ đó tìm k và thế vào sao. Tìm ra được x ở từ phương trình 1 thì chúng ta lại thế xuống đây, thì có vẻ f phẩy tại x có rồi, tính ra được k. Tính ra được k, thế phát ở đây, phát xong phim, bộ phim kết thúc có hậu. Ok không ạ? Đấy. Thế thôi, ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm. Thế thì thông qua cái kiến thức điều kiện tiếp tuyến này thì thầy cũng sẽ mở rộng cho các bạn một cái đơn vị kiến thức mới. Đó là gì? Đó là không phải là đường thẳng tiếp xúc với lại một đường cong nữa. Đây, đây rõ ràng là một đường thẳng tiếp xúc với đường cong. Và bây giờ thầy sẽ mở rộng cho các bạn là hai đường cong mà tiếp xúc với nhau thì điều kiện là như thế nào. Đấy. Mở rộng nhé. Cho hàm số C1 có đồ thị là một đường cong C1 đây, y bằng fx,
và đồ thị 2 là đường cong C2 có y bằng gx. Thì tại sao hay ký hiệu đồ thị là C? Đấy, ví dụ đồ thị này hay ký hiệu là C mà không phải ký hiệu là ABD, thì đơn giản thôi, C là viết tắt của từ cong. Đấy, thì đây nó là một cái đường cong mà. Đấy, được chưa? Đấy, thế nên người ta hay ký hiệu là C. C1 này, C2 này, ý đây là hai đường cong. Thế thì điều kiện để hai đường cong này tiếp xúc với nhau đó là cái hệ mà fx bằng gx và f'x bằng g'x. Đấy, điều kiện tương nhau khi cái hệ này có nghiệm này. Fx này bằng gx này và f'x này bằng g'x này. Đây thầy ghi ra đây cho các bạn nhìn rõ nhé. Ở đây nó bị che mất bởi cái đồ thị của thầy rồi. Đấy, thì bạn nhìn nhé. Điều kiện để hai đường cong C1, C2 tiếp xúc nhau khi cái hệ này có nghiệm. Đây, cái hệ này này phải có nghiệm. Đấy. Thế thì tại sao cái hệ này nó phải có nghiệm? Thì bạn để ý và tư duy giúp thầy nhé. Bản chất ở đây đó là hai đường cong muốn tiếp xúc nhau đều là y bằng, đều là y bằng. Thế nên chúng ta cho vế trái bằng vế phải bằng nhau. Đấy, đây là vế phải bằng nhau, f bằng g là vế phải bằng nhau. Tiếp theo, muốn nó tiếp xúc được nhau thì cái f phải phải bằng g phải. Thì f phải chúng ta hiểu là gì? F phải chúng ta hiểu là hệ số góc của tiếp tuyến của thằng f. Còn g phải là hệ số góc tiếp tuyến của thằng g. Thế mà hai thằng này bằng nhau, tức là hai tiếp tuyến đấy nó sẽ dính với nhau là một. Đấy, thì có nghĩa là gì? Hai thằng này nó sẽ tiếp xúc với nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gì ạ? F bằng f, g bằng hàm số bằng hàm số và đạo hàm bằng đạo hàm, thì lúc đó hai thằng này nó sẽ tiếp xúc với nhau. Ok chưa? Thì đây là tổng quát lên nhé, tổng quát. Đấy, với đồ thị hàm số bất kỳ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào các câu bài tập để bạn sẽ hiểu rõ hơn cái việc vận dụng điều kiện tiếp xúc này vào để xử đẹp các câu bài tập nhé. Và bây giờ thầy Huy sẽ hướng dẫn với các bạn câu đầu tiên để các bạn hiểu cái dạng điều kiện tiếp xúc nhé. Cho hàm số fx bằng x bình trừ 4 trừ x, x bình trên 4 trừ x cộng 1 có đồ thị là C. Đấy, từ điểm M tọa độ 2 trừ 1 có thể kẻ đến C hai tiếp tuyến phân biệt và hai tiếp tuyến này có phương trình là gì? Thì người ta không hỏi là số lượng tiếp tuyến mà người ta hỏi luôn là phương trình có dạng là gì. Thì bây giờ chúng ta phải đi tìm. Thế thì đầu tiên thì chúng ta cứ tính đạo hàm của thằng này lên đã. Bởi vì đó tí nữa kiểu gì chúng ta cũng sẽ dùng. Và ở đây chúng ta thấy là từ điểm này, thì điểm M này chắc chắn là nằm ngoài đồ thị rồi. Thì bạn không tin thì thay x bằng 2 vào đây mà xem. 2 bình là 4, 4 chia 4 được 1 này. Đấy, 1 trừ 1 đây bằng 0 này. À, vậy là y bằng 1. Ở đây y bằng 3 bằng trừ 1. Như vậy rõ ràng điểm M này là nằm ngoài rồi, đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta giả sử có một cái điểm là tiếp điểm là n có tọa độ x0, y0 là tiếp điểm đi. Bình thường hay gọi điểm này là mx0, y0 đây đúng không? Nhưng bây giờ gọi n, chả sao cả. Đấy, tính đạo hàm thằng này lên. Cái việc tính đạo hàm các bạn tính ok rồi đúng không? Phương trình tiếp tuyến delta tại n thì có dạng là gì ạ? Y bằng f' tại x0 nhân x trừ x0 và cộng với y0. Thì đây chính là f' tại x0 này. Đấy, x0 trên 2 trừ 1 này. Đấy, đúng không? Đấy. Còn y0 là ở đâu ra? Đây, muốn tính y thì thay đây thôi. Thì đây là x0 bình trên 4 trừ x0 cộng 1 thì nó ra y. Ok không? Đấy, ra y ở đây. Thế thì chúng ta lại có cái tiếp tuyến delta này này, lại đi qua điểm M. Tiếp tuyến delta lại đi qua điểm M. Như vậy, chúng ta sẽ lấy tọa độ điểm M thay vào phương trình của delta. Ok không? Đấy. Thay vào đây thì x thay bằng 2, y thay bằng trừ 1. Nhiều anh em mà hay bị nhầm lắm ấy nhá. Đó là gì? Lấy 2 thay vào chỗ có x. Thế là x0 cũng thay bằng 2, x cũng thay bằng 2, chỗ này cũng thay bằng 2, tất cả thay bằng 2 hết. Thế là chết rồi, sai rồi. Thì bạn để ý giúp thầy là cái x0 này này, nó khác cái x đi nhá. X0 là cái gì? X0 là tọa độ của điểm N. Thế còn cái x và y ở đây nó là cố định hai cái trục hoành độ và tung độ. Hiểu ý tưởng không ạ? Rồi, thế thì đấy, đi qua điểm M, chúng ta thay tọa độ điểm M lên đây. Đấy, y bằng trừ 1 này, chỗ x này thay bằng 2 này. Đấy. Thì rõ ràng chúng ta nhân phá ra thì đây nó chỉ là phương trình bậc 2 thôi. Đây, x0 bình trên 4 này, bậc 2 nhá. Chỗ này có x0 trên 2, có x0. Thế thì nó nhân vào cũng ra x bình thôi đúng không? Thế vậy đây rõ ràng đây là một phương trình bậc 2. Thì chúng ta sẽ tiến hành là làm ra nháp và bấm máy tính thì chúng ta sẽ tìm ra được nghiệm. Đấy, thầy thu gọn cái phương trình đó nó thành một phương trình bậc 2 đơn giản như này. Và các bạn có thể bấm máy tính hoặc nếu không thì chúng ta nhìn nhanh thấy là có x0 chung thì x0 bằng 0 hoặc là x0 bằng 4. Có hai trường hợp như vậy. Đây, x0 bằng 0 và x0 bằng 4. Với x0 bằng 0 và 4 thì chúng ta sẽ tìm ra y0 bằng cách gì? Lấy x0 này, thay đây. Đấy, thay 0 vào đây thì có đúng là 1 không? Và thay 4 đây, 4 bình chia 4 trừ 4 cộng 1 thì lại ra 1. Đấy. Thì sau đó chúng ta sẽ đi tính được cái đạo hàm tại 0 và tại 4. Đạo hàm tại x0 tức là hệ số góc của tiếp tuyến tại x0. Thì f phải tại x0 là bằng trừ 1, còn f phải tại 4 là bằng 1. Thế vậy chúng ta sẽ có hai tiếp tuyến tương ứng với hai cái hệ số góc này.
Và bạn để ý này, thì bạn nhìn nhá, đây là f phẩy, thì nó sẽ f phẩy tại x0 bằng trừ 1 nó sẽ tương ứng với cái tiếp tuyến delta thứ nhất này, f phẩy tại 4 tương ứng với hệ số góc tiếp tuyến delta số 2. Thế thì cái quá trình mà viết phương trình tiếp tuyến delta ấy thì đã làm rất nhiều ở các ví dụ trước rồi, thế nên là đến cái dạng bài tập như này thì thầy sẽ làm nhanh và làm tắt thôi, được chưa? Có x0 rồi, có y0 rồi, lại có cả f phẩy rồi, chúng ta hoàn toàn lắp vào phương trình tiếp tuyến delta được, được chưa? Nhớ nhá. Thì đây là thầy làm tắt, các bạn chủ động. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đó là A, ok không? Trừ x cộng 1, trừ x cộng 1 và x trừ 3. Ok, đó. Chúng ta kết thúc câu 1 và chuyển sang câu số 2. Đường thẳng y bằng 3x cộng m là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 cộng 2 khi m bằng bao nhiêu? À, tức là người ta yêu cầu chúng ta tìm tham số m để cái đường thẳng ban đầu này này đã cho này này nó tiếp xúc với cái đồ thị này. Thế thì bắt buộc ở đây chúng ta phải dùng điều kiện là tiếp xúc rồi. Đấy. Cái điều kiện tiếp xúc là cái gì? Tức là chúng ta sẽ có là gì? Hai cái y bằng nhau và hai cái đạo hàm bằng nhau. Đây, dòng đầu tiên là hai cái y bằng nhau. Đây, cho với phải của y trên bằng với phải của y dưới, đúng không? Và tiếp theo là hai cái đạo hàm bằng nhau. Thì bạn để ý này, đạo hàm của x mũ 3 cộng 2 ấy, thì nó ra 3x bình. Đạo hàm của 3x cộng m thì nó ra 3, bởi vì là cái m này chúng ta coi như là tham số thì là số với đạo hàm bằng 0. 3x thì đạo hàm ra 3. Thế nhìn đây chúng ta thấy là có một cái hệ có hai nghiệm, là hai hai ẩn, đó là m và ẩn x. Thế giả hệ phương trình có hai ẩn thì chúng ta làm theo phương pháp rút thế. Ở phương trình số 2 chúng ta thấy ngay đó là phương trình số 2 cho ra x bằng cộng trừ 1. Đây, phương trình này x cộng trừ 1. Thế có x bằng cộng trừ 1 rồi, thay lên đây, chúng ta tìm ra được giá trị m và cụ thể là có hai giá trị m, được không? Đấy. Thay lên đây có hai giá trị m bằng 0 và 4, thì quá trình thay này thì thầy làm ra nháp và sẽ điền kết quả vào đây thôi. Đi thi thì các bạn cũng trình bày tự luận giống như thầy này. Đấy, chứ không cần làm rườm rà. Thế thì chọn ngay được đáp án đó là B. 4 nó 0, 4 nó 0. Ok. Đấy. Chúng ta kết thúc câu số 2 và cùng nhau chuyển sang câu số 3 để cảm nhận rõ rệt hơn về cái phần phương trình tiếp tuyến này nhá. Câu 3 là qua cái điểm này, qua cái điểm A02, kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với cái đồ thị này. Thế thì bạn để ý này, cái điểm 02 ở đây ấy, bạn thay vào đồ thị, đây là 0, đây là 0 và đây là 2. Đấy, thì bạn đã cảm nhận thấy là điểm A này lại nằm trên cái đồ thị này, đúng không? Mà lúc nãy thầy bảo là đi qua thì nó phải là không nằm, nhưng mà đây là một cái trường hợp đặc biệt, thầy sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu như sau nhá. Thì thế nào được là cái điểm, tại sao điểm A này nó vẫn nằm trên đây? Thì thầy sẽ phân tích cho các bạn như này. Giả sử thầy có một cái đường cong như thế này. Đấy, đây là đường cong của hàm số fx. Ok chưa? Đấy. Điểm A 0 2 x bằng 0 thì y bằng 2. Đây, điểm A đây. Đó. Đấy. Thì đây là điểm A. Rõ ràng 0 2. Đấy, đây là 0 2. Người ta bảo là qua điểm A này kẻ tiếp tuyến đến đồ thị, thì bạn hình dung là đồ thị nó là đường cong. Thế nên là nó có rất là lồi lõm, rất là nhiều chỗ. Thế nên là gì ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể kẻ được một đường thẳng đi qua A. Đây, thầy đặt cái thước vào đây nhé. Kẻ một đường thẳng đi qua A và tiếp xúc với đồ thị. Và tất nhiên là không tiếp xúc tại A, bởi vì cái đồ thị này nó có nhiều cái đỉnh mà. Thế nên chúng ta có quyền được tiếp xúc tại nhiều chỗ mà. Đấy, thế đây nó tình trạng là giống như như thầy vừa đặt cái thước ấy. Tức là sẽ có một đường thẳng vẫn là đảm bảo nó đi qua điểm A. Đấy. Thế nhưng lúc này nó tiếp xúc với đồ thị ở tại một cái điểm ở đây. Đấy, hình dung ạ. Kiểu như vậy. Hoặc là gì? Chúng ta cũng có thể kẻ được một cái đồ thị, biết đâu nó có một nhánh ở bên kia nữa, chúng ta sẽ kẻ nó tiếp xúc với nhánh ở bên kia. Đấy, thế thì đến đây chúng ta mới mở rộng lên về cái tư duy về cái tiếp xúc với đồ thị. Đấy. Hình dung ạ. Thì rõ ràng chúng ta để ý thấy là gì ạ? Rõ ràng delta là tiếp tuyến. Hay khác, delta là tiếp tuyến này. Tiếp tuyến. Delta là tiếp tuyến, nhưng là tại điểm M. Và đồng thời delta cũng có thể cắt tại điểm A. Đấy, cắt đồ thị màu vàng tại điểm A. Đó, thế từ nay trở về sau thì chúng ta sẽ mở rộng hơn về cái tư duy tiếp tuyến ở đây. Bởi vì các bạn vẫn mang cái tư duy đó là gì ạ? Em thấy ngày xưa học nó có một cái đường tròn và đường thẳng mà tiếp xúc với đường tròn thì em thấy là nó chỉ có một điểm chung thôi. Nhưng tại sao bây giờ em lại thấy nó có hai điểm chung mà vẫn gọi nó là tiếp tuyến? Thì bây giờ chúng ta mở rộng ra, không phải cái đường cong nào cũng đẹp như đường tròn. Nếu đẹp như đường tròn chẳng hạn thì chúng ta thấy là nếu mà đã gọi là tiếp tuyến thì nó chỉ có một điểm chung, bởi vì cái đường tròn thì nó cong khép kín lên phía bên trên rồi, nó không còn cái lồi ra chỗ khác nữa. Thế nhưng với các đường cong bất kỳ thì bạn nhìn thấy này, nó lồi lõm rất là bất kỳ, thế nên là do đó thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó tiếp xúc tại một điểm nhưng nó lại cắt tại một điểm khác. Đó, thì chúng ta mở rộng cái tư duy về tiếp tuyến, vừa có thể là tiếp tuyến nhưng cũng vừa có thể là cắt. Ok không ạ?
Đấy, nó giống như ngày xưa mà chúng ta học theo cái kiểu này ấy, tức là chúng ta biết nó giống như kiểu là toàn giới tính là nam thôi. Đấy, hoặc toàn giới tính là nữ thôi, kiểu nó đơn giới tính như này. Nhưng mà cái trường hợp như này là gì ạ? Là vừa nam vừa nữ, người ta gọi là sang pha nhớt ấy, kiểu thế. Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào sửa đẹp cái bài này, vẫn với cái điều kiện tiếp xúc thôi nhá. Đấy, chúng ta sẽ có bốn đáp án để lựa chọn. Thì chúng ta gọi D là tiếp tuyến đi để cho dễ thao tác, hoặc là delta, hoặc là cái quái gì đó, một cái chữ cái in thường nào đó. Đấy, là tiếp tuyến. Vì điểm A không ai thuộc D nên phương trình D có dạng y bằng k nhân x chứ x0 cộng y0. Thì đây là gì? Đây là viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm và có hệ số góc là k. Thì cái này là cái phương trình mà thầy cũng đã hướng dẫn rất là kỹ ở phần đầu lý thuyết học về phần này rồi. Thì các bạn lưu ý nhé, y bằng hệ số góc nhân x chứ x0 cộng y0, trong đó x0 bằng 0 và y0 bằng 2. Rút gọn đi chúng ta được kx cộng 2. Thì chúng ta phải có phương trình đường thẳng D thì tí nữa chúng ta mới dùng được cái điều kiện tiếp xúc. Đấy, bây giờ là y bằng kx cộng 2 và y bằng x mũ 4 trừ 2x bình cộng 2. Vậy chúng ta cho hai cái y này bằng nhau. Đấy là dòng đầu tiên trong điều kiện. Dòng thứ hai là cho cái đạo hàm của thằng này và bằng đạo hàm của thằng này, là dòng số 2, đúng không? Đấy, D tiếp xúc với C này. Đấy, chúng ta có dòng đầu tiên là hai cái y bằng nhau này. Thì có đúng là đây là kx cộng 2 không? Đây kx cộng 2 không? Thế còn đây là x mũ 4 thì đây cũng là x mũ 4 này. Đấy. Và tiếp theo, đạo hàm của bậc 4 thì ra bậc 3 này. Đấy. Đạo hàm bậc 2 ra bậc 1 này. Hệ số tự do đạo hàm bằng 0 này. Thế còn thằng kx cộng 2 mà đạo hàm này 2, đạo hàm bằng 0, kx thì còn mỗi k. Đó. Thế thì cái hệ này của chúng ta phải có nghiệm. Có nghiệm thì bạn nhìn này, k bằng cái đống này thì chúng ta sẽ thế k này lên đây. Đó, thì vậy phương trình số 1 này toàn ẩn x thôi. Chúng ta sẽ giải ra được giá trị của x. Đấy, thế 2 và 1, chúng ta sẽ giải ra được x bằng 0 hoặc x bằng cộng trừ căn của 2/3. Thì cái việc mà rút ở đây, thế lên đây, xong triệt tiêu hai vế rồi là bấm máy tính để ra nghiệm, thì cái đấy các bạn làm rất là đơn giản rồi. Thì thầy làm nhanh ra đây cho các bạn luôn. Thế chúng ta tìm được hai nghiệm hay không này? À, 3 nghiệm, 0 cộng trừ căn 3 trên căn của 2/3. Thì chúng ta sẽ thế này, chọn đáp án đó là B, kẻ được 3 tiếp tuyến. Bởi vì cái phương trình này của chúng ta có 3 nghiệm. Đó, có 3 nghiệm, thế nên là dẫn đến có 3 tiếp tuyến. Hình dung không ạ? Đấy, tức là nếu mà ở đây có 4 nghiệm thì 4 tiếp tuyến, 5 nghiệm thì 5 tiếp tuyến, mà nếu mà hệ này vô nghiệm thì tức là gì? Không có tiếp tuyến nào. Đơn giản như vậy thôi nhá. Ok. Rồi, thì đây là một câu để thầy hướng dẫn cho các bạn và mở rộng cái tư duy về tiếp tuyến, không nhất thiết nó phải tiếp xúc. Tức là nó chỉ được phép trịn vào đồ thị tại một điểm mà sao ạ? Nó còn có thể cắt đồ thị tại điểm khác. Đấy, ok nhá. Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang các chuyên đề tiếp theo nhá. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.